Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 134. Diệp Bắc Minh đi thẳng vào trong thành Hồng Hoang, trên đường liên tục có người nhận ra anh. Diệp Bắc Minh, trời ạ, sao cậu ta dám xuất hiện? Chẳng lẽ vì đây là thành Hồng Hoang nên cậu ta cho rằng mọi người không dám ra tay sao? Rất nhiều người tu võ suýt xoan, vô số người đi theo sau Diệp Bắc Minh, trong mắt họ đầy sự lạnh lùng. Suy cho cùng, phần thưởng của Tuyết tộc quá hấp dẫn. Diệp Bắc Minh lười để ý tới một đám tôm tép nhảy nhép, anh đi thẳng tới bên ngoài cung của Hồng Hoang Đế. Dừng lại, nơi này là Hồng Hoang Đế cung, người không liên quan không được phép tiến vào. Một thanh niên ở đại đạo chi thượng cấp 8 đã chặn anh lại. Bên cạnh có một thiếu nữ nhắc nhở, An Sư Huynh, hắn là Diệp Bắc Minh. An Sư Huynh khinh thường cười nói, ta ngăn cản chính là Diệp Bắc Minh. Nói xong, hắn ta nhìn Diệp Bắc Minh đầy khiêu khích, nhóc con, gần đây cậu rất nổi tiếng. Nhưng nơi này là Hồng Hoang Đế cung, cậu không có tư cách tiến vào. Thiếu nữ cau mày, nhưng cung chủ đã nói, Diệp Bắc Minh có thể tự do ra vào Hồng Hoang Đế cung. An Sư Huynh hừ lạnh, vậy thì sao? Phía sau Diệp Bắc Minh có khoảng mấy chục vạn người tu võ đi theo. Ngăn cản Diệp Bắc Minh trước mặt nhiều người như vậy. Cảm giác được mọi người chú ý. Thật tuyệt vời. Đột nhiên, bụp, một âm thanh giòn vang. An Sư Huynh thậm chí còn không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, trên má hắn ta chợt đau đớn, hắn ta bắn ra như một viên đạn pháo. Có một tiếng, loảng xoảng thật lớn, hắn ta đập vào tường một cách thảm hại. Hắn ta phun ra hơn chục ngụm máu rồi bất tỉnh. Thiếu nữ há to cái miệng nhỏ bé. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, hiện tại tiền bối Hoàng Cửu Dương đang ở đâu? Thiếu nữ lắp bắp, cung chủ, ông ấy, hẳn là ở, khụ khụ, xử lý một số việc. Làm phiền hãy thông báo một tiếng, nói là Diệp Bắc Minh tới. Nói xong, anh sải bước đi thẳng vào Hồng Hoang Đế cung. Được, đẹp trai quá. Thiếu nữ có chút mê mẩn. Sau khi tiến vào Hồng Hoang Đế cung, Diệp Bắc Minh lấy ra một miếng ngọc. Tổng cộng có 3 miếng, trong tay chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi mỗi người có một miếng, chỉ cần truyền thần lực vào là có thể liên lạc được. Trong diễn võ trường của Hồng Hoang Đế cung, hơn 100 người đang ngồi xếp bằng, nghe một người phụ nữ mặc áo đỏ giảng đạo. Đột nhiên, nhẫn chữ của Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi có sự dao động. AI chị, Diệp đại ca liên lạc với chúng ta. Tiêu Nhã Phi hưng phấn nhảy dựng lên. Tiêu Dung Phi ở một bên cũng rất hưng phấn, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một miếng ngọc bội. Lập lòe ánh sáng, đúng là Diệp Bắc Minh đang liên lạc. Diệp đại ca đến rồi, chị, chúng ta đi nhanh đi. Tiêu Nhã Phi nắm tay Tiêu Dung Phi định rời đi. Các người đứng lại đó cho tôi. Người phụ nữ áo đỏ tức giận đến tái mặt, đứng trước mặt hai người, mọi người đều nghiêm túc lĩnh ngộ chân lý của võ đạo, ai cho phép các người hét lên. Hơn nữa, ai cho phép các người rời đi khi không có sự cho phép của tôi? Tiêu Dung Phi giải thích, Tố Vấn sư tỷ, thực xin lỗi. Chúng tôi đã quá bốc đồng, bởi vì Diệp đại ca tới đây nên chúng tôi phải đi đến đói. Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ quay lại ngay sau khi gặp Diệp đại ca. Bốp, Tố Vấn giơ tay tát một cái. Tiêu Dung Phi không tránh kịp, lùi về phía sau mấy bước, trực tiếp ngã xuống đất. Phun ra một ngụm máu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta thậm chí còn có một dấu vân tay màu đỏ tươi. Cô dựa vào đâu mà đánh người? Tiêu Nhã Phi tức giận, đi tới đỡ Tiêu Dung Phi. Tố Vấn cười lạnh, tôi là sư tỷ của các người, chịu trách nhiệm quy tắc của diễn võ trường. Tôi còn nhập môn sớm hơn các người, thực lực của tôi cũng mạnh hơn các người. Ở chỗ này, tôi nói cái gì thì chính là cái đó. Vậy cô nói xem, tôi dựa vào cái gì? Tiêu Nhã Phi tức giận đến run lên. Cho dù là như vậy, cô cũng không thể đánh người đúng không? Tôi đánh đó, cô làm gì được tôi? Giọng nói của Tố Vấn lạnh lùng. Cô ta đã chướng mắt với hai chị em này lâu rồi, có rất nhiều nam đệ tử thích vây quanh bọn họ. Bọn họ còn tỏ ra không quan tâm tới, giả vờ cái gì chứ? Điều quan trọng hơn là cặp chị em này rõ ràng là phụ nữ của Diệp Bắc Minh, cô ta đã chịu sự sỉ nhục lớn lao từ Diệp Bắc Minh nên đã muốn trả thù từ lâu rồi. Hôm nay, Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đều phạm sai lầm, sao cô ta có thể bỏ qua cho bọn họ? Tôi muốn đi báo cáo với các trưởng lão, để cho bọn họ phân xử. Cô còn dám nói cho trưởng lão biết. Ánh mắt Tố Vấn tối sầm, tôi sẽ tát luôn cả cô. Hơi thở đại đạo chỉ thượng cấp 7 nở rộ, nhắm thẳng vào Nhã Phi. Một cái tát đánh về phía mặt cô ta. Vào thời khắc mấu chốt,
một bóng người đứng trước mặt Tiêu Nhã Phi, nắm lấy cổ tay Tố Vấn. Diệp đại can, Tiêu Nhã Phi hưng phấn cực độ, cô ta đánh chị của y mồ. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Dung Phi ngồi dưới đất, khóe miệng không ngừng chảy máu. Dấu tay trên má đã biến thành vết bầm tím. Cô dám đánh cô ấy? Ai cho cô cái gan đó? Sắc mặt Diệp Bắc Minh u ám, năm ngón tay siết chặt, cổ tay Tố Vấn trực tiếp nổ tung. Anh dám bẻ gãy tay của tôi? Diệp Bắc Minh, anh điên rồi. Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã cảm thấy trên mặt đau nhói. Suốt, Tố Vấn bay ra ngoài và lăn mấy chục vòng trên mặt đất rồi va vào Bắc Minh ở rìa diễn võ trường, bị gãy mấy chục cái xương. Tố Vấn sư tỷ, mọi người đều kinh ngạc. Trong mắt Tố Vấn nổi lên rất nhiều tơ máu, cô ta gầm lên một cách cực kỳ giận dữ. Diệp Bắc Minh, cái tên xúc vật này, sao anh dám đánh tôi? Anh chết chắc rồi. Đây là Hồng Hoang Đế Cung, ở Hồng Hoang Đế Cung, không ai dám đánh đệ tử của Hồng Hoang Đế Cung. Anh, ha 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 ha, anh chết chắc rồi. Máu chảy ra từ khóe miệng Tố Vấn. Cô ta đứng dậy sang một bên. Mặc dù bị thương nặng, nhưng cô ta lại cười, cười rất sảng khoái. Diệp đại ca, đi thôi, anh đi nhanh lên. Tiêu Nhã Phi lập tức hoảng sợ. Thân là đệ tử của Hồng Hoang Đế Cung, cô ta đương nhiên Hồng Hoang Đế Cung đáng sợ như thế nào. Trong bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai có thể phá vỡ quy tắc của Hồng Hoang Đế Cung. Ngoài ra, trong Hồng Hoang Đế Cung còn có binh lính của Đại Đế đóng quân, ai dám vi phạm quy tắc của Hồng Hoang Đế Cung. Diệp đại ca, anh mau đi đi. Tiêu Dung Phi chạy tới, giọng nói đầy lo lắng. Diệp Bắc Minh cảm thấy có chút đau lòng, liền lấy ra một ít thuốc mỡ bôi lên mặt cô ta, cẩn thận, đừng để lại vết sẹo. Tiêu Dung Phi lắc đầu, nước mắt lưng tròng, Diệp đại ca, em không sao, xin anh hãy mau đi đi. Đi, đi đâu? Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. Giây tiếp theo, ba bóng người xuất hiện, đó là ba người Hoang Cửu Dương, Thạch Nghị và Chu Lão. Giọng nói vừa rồi là của Chu Lão, vẻ mặt ông ta âm u, nói, cung chủ, ông nhìn thấy chưa? Tên nhóc này thật sự không coi Hồng Hoang Đế Cung của chúng ta ra gì. Hắn dám ngang nhiên đánh đệ tử của chúng ta ngay trong Hồng Hoang Đế Cung, nếu hắn không chết, quy củ trong cung sẽ không thể thuyết phục được người khác. Chu Lão, chuyện này. Hoang Cửu Dương cau mày. Tố Vấn liền mở miệng nói, cung chủ, ngài vẫn luôn công bằng công chính. Theo quy tắc của Hồng Hoang Đế Cung, tên xúc vật Diệp Bắc Minh này đã phạm vào tội chết rồi. Xin cung chủ tự mình ra tay, giết chết tên xúc vật này. Không được. Tiêu Nhã Phi và Tiêu Dung Phi lập tức hoảng sợ, đưa tay ra chặn trước mặt Diệp Bắc Minh. Cung chủ, Thạch trưởng lão, Chu trưởng lão, đây đều là lỗi của chúng tôi bằng lòng chịu phạt. Vẻ mặt của Tố Vấn trở nên cực kỳ hung dữ, vô cùng kiêu ngạo, vô cùng buồn cười. Ha 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 ha, không, các người không sai, chỉ là Diệp đại ca của các người sắp chết. Nói, cô ta nhìn Diệp Bắc Minh khiêu khích rồi cười tủm tỉm, nói, Diệp Bắc Minh, anh xong rồi. Thật sao, tôi xong rồi à? Diệp Bắc Minh buồn cười lắc đầu. Anh tiến lên một bước, xuất hiện trước mặt Tố Vấn như một bóng ma, anh giơ tay tóm lấy cổ cô ta, nâng cô ta lên cao. Diệp Bắc Minh, cậu thật to gan, cậu cho rằng tôi không tồn tại sao? Chu Lão tức giận cười lớn, hơi thở của cảnh giới tế đạo cấp 2 đột nhiên xông ra. Trong chốc lát, đáp xuống phía sau Diệp Bắc Minh, đánh một chưởng vào giữa lưng anh, chết cho tôi. Không cầu, Diệp đại can, Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi lo lắng lao tới. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, tên chết tiệt anh chết chắc rồi. Tố Vấn nhìn thấy lão Chu ra tay thì lập tức cười điên cuồng. Ha 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 ha, chết đi, chết đi. Ha 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 ha. Giây tiếp theo. Bùm. Một tiếng động lớn chấn động trời đất, lão Chu hét lên thảm thiết như một con chó chết. Ông ta bay ra xa và đụng vào một cột đá ở giữa diễn võ trường. Cột đá bị lún vào. Lão Chu bị khảm vào đó, lồng ngực nổ tung. Máu phun trào ra như nước suối. A. Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đều sửng sốt đến há hốc mồm. Im lặng chết người. Toàn bộ diễn võ trường yên tĩnh như thời gian đã đứng yên. Anh, không thể nào, không thể nào, làm sao anh có thể khiến một người ở cảnh giới tế đạo bị thương nặng chỉ bằng một chưởng? Tuyệt đối không thể nào. Tố Vấn sợ đến mức rùng mình, có một vệt nước chảy ra từ đùi đến giày của cô ta. Nhỏ xuống đất. Diệp Bắc Minh cau mày, bẩn thỉu. Trực tiếp ném cô ta ra. Thân hình mảnh rẻ của Tố Vấn cũng đập vào cột đá kia. Xương máu nổ tung, thần hồn bị tiêu diệt. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nhìn lại,
khóa chặt Lão Chu, giọng nói cực kỳ lạnh lùng của anh vang vọng khắp toàn bộ Hồng Hoang Đế Cung, chỉ là cảnh giới tế đạo cấp 2 mà cũng dám ra tay với tôi, ông chán sống à? Tất cả đệ tử có mặt trong Hồng Hoang Đế Cung đều chết lặng. Há hốc mồm, hoàn toàn không khép lại được. Chỉ là cảnh giới tế đạo cấp 2. Từ bao giờ mà cảnh giới tế đạo lại có thể dùng từ, chỉ là, để hình dung. Diệp đại ca, anh, sức mạnh của anh tiến bộ nhanh quá. Tiêu Nhã Phi lao tới và vô cùng ngạc nhiên. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ta lập tức nhào vào trong lòng Diệp Bắc Minh. Bên cạnh, Tiêu Dung Phi che mặt lại, vết thương đã đỡ hơn. Cô ta không thể không biết dè dặt như em gái mình, cô ta mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, trong mắt tràn đầy sự phấn khích và tình yêu. Diệp Bắc Minh vỗ vỗ vai Tiêu Nhã Phi, được rồi, còn có việc quan trọng chưa xử lý kìa. Ừm, Tiêu Dung Phi gật đầu, lặng lẽ bước sang một bên. Diệp Bắc Minh nhìn Hoang Cửu Dương, chỉ vào Lão Chu, cung chủ, người này không biết sống chết muốn công kích tôi, nên xử lý ông ta như thế nào. Ôi trời ơi! Một đám đệ tử trong Hồng Hoang Đế Cung đều chấn động. Họ không chỉ suýt xoa mà ra đầu còn tê dại. Anh làm bị thương người khác và còn giết người trong Hồng Hoang Đế Cung, còn hỏi phải xử lý Lão Chu như thế nào. Lão Chu vốn đang bị thương nặng đột nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cung chủ, ngài nhìn đi, tên xúc vật này, cậu ta lại dám coi thường Hồng Hoang Đế Cung như vậy. Cậu ta, khụ khụ, phụt. Vừa hộc máu vừa hét lên, xin cung chủ hãy ra tay, bằng mọi giá giết chết tên này. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười nói, thật sao? Hoang cung chủ, ông muốn tiêu diệt tôi sao? Giống như ông ta à? Lời nói vừa dứt, Diệp Bắc Minh vung tay lên. Một số lồng giam dị hỏa ngưng tụ bằng phần thiên chi diễm lao ra từ tháp Càn Khôn Trấn Ngục, mỗi lồng đều có một thần hồn ở bên trong. A, cung chủ, cứu mạng, cứu mạng. Sắc mặt Hoang Cửu Dương thay đổi, bàng trưởng lão. Trong một trong những chiếc lồng giam dị hỏa, chính là thần hồn của Bàng Vân. Ngoài ra, Tô Bi Vân, Đỉnh Phủ Đồ, còn có thần hồn của một bà lão cũng đang giãy giụa. Bốn người này đều là cảnh giới tế đạo. Vậy mà, đều bị Diệp Bắc Minh hạ gục. Diệp Bắc Minh, đây là chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại làm Lão Bàng bị thương nặng như vậy? Còn không mau thả Lão Bàng ra? Hoang Cửu Dương hét lên. Diệp Bắc Minh cười nói, hay là ông tự đi hỏi ông ta đi? Nói đi. Năm ngón tay nắm lại. Chiếc lồng dị hỏa co lại. Ngay khi thần hồn của Bàng Vân chạm vào phần thiên chi diễm, ông ta lập tức trở nên yếu ớt và điên cuồng xin tha. Diệp công tử, xin đừng giết tôi biết lỗi rồi. Hu hu hu, tôi thực sự không muốn chết. Khó khăn lắm tôi mới tu luyện đến cảnh giới tế đạo, tôi còn chưa tận hưởng được mấy năm. Là lỗi của tôi không nên bàn bạc với Lão Chu muốn giết Diệp công tử, cướp đi mẫu thạch hỗn độn và máu hỗn độn của Diệp công tử. Chúng tôi còn lên kế hoạch biến Côn Ngô Mật Phi thành lô đỉnh của chúng tôi, để thể chất hỗn độn trở thành lô đỉnh của chúng tôi, cảnh giới của chúng tôi nhất định sẽ tăng vọt. Câm miệng! Diệp Bắc Minh hét lớn một tiếng. Giơ tay lên và nắm chặt. Chiếc lồng phần thiên chi diễm thu nhỏ lại. À, tôi sai rồi, đại nhân, tôi sai rồi. Thần hồn của Bàng Vân nhanh chóng co rút lại, chỉ còn cao khoảng một thước. Ông ta điên cuồng lạy lục, cầu xin sự thương xót. Sắc mặt của Hoang Cửu Dương trở nên cực kỳ u ám, Bàng Vân, ông đã quên quy củ của Hồng Hoang Đế Cung rồi sao? Chúng ta chỉ quan tâm đến việc của Hồng Hoang Đế Cung, không can thiệp vào thế giới bên ngoài. Ông lại dám lén lút bỏ đi, còn ra tay với Diệp công tử. Thậm chí còn muốn hãm hại Mật Phi. Ông có biết cô ta là nhân vật chủ chốt được Hồng Hoang Đế Cung của chúng ta bồi dưỡng không? Ông có biết tội của mình chưa? Bàng Vân điên cuồng gật đầu, cung chủ, tôi biết tội. Tôi chấp nhận chịu phạt, xin ngài hãy nhốt tôi vào Triệu Hồn Ngục đi. Triệu Hồn Ngục, đó là một ngục giam do Hồng Hoang Đế Cung xây dựng đặc biệt để giam cầm thần hồn. Một khi bị nhốt vào thì sẽ không bao giờ thoát ra được nữa. Nhưng còn hơn là bị dị hỏa thiêu sống. Hoang Cửu Dương đảo mắt, liếc nhìn Diệp Bắc Minh, bất đắc dĩ thở dài, Diệp công tử, Bàng Vân. Diệp Bắc Minh siết chặt năm ngón tay. Vèo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chiếc lồng phần thiên chi diễm hoàn toàn thu nhỏ lại, Bàng Vân biến thành một làn khói xanh trong sự hoảng sợ và tiếng la hét thê thảm tột độ. A, Diệp Bắc Minh, tôi là sư phụ của cậu. Không được đối xử như vậy với chúng tôi. Thần hồn của Tô Bi Vân cùng Đỉnh Phù Đồ nhìn thấy cảnh này, sợ hãi co rúm lại.
Hoàng Cửu Dương giật mình, nhìn sâu vào Diệp Bắc Minh, Bàng Vân ích kỷ ra tay với Diệp công tử, nếu Diệp công tử giết ông ta thì cũng coi như ông ta đáng chết. Lão Chu, ông cấu kết với Bàng Vân, cung chủ tôi đây. Vừa mở miệng nói, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, một con rồng lửa phần thiên chi diễm lao ra. Lão Chu hét thảm lên, không, biến mất hoàn toàn. Đồng tử của Hoàng Cửu Dương co lại, Diệp công tử, dù sao thì ông ta cũng chưa thực sự ra tay, có cần đến mức vậy không? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, xin lỗi, tôi chỉ muốn giết cho các người xem. Cậu, Hoàng Cửu Dương không nói nên lời. Thạch Nghị ở một bên cũng nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Chỉ mới chưa đầy một tháng mà tên nhóc này đã trưởng thành nhiều như vậy. Đúng là tốc độ đáng sợ. Sốt cuộc cậu ta đã trải qua điều gì? Từ bị cảnh giới tế đạo nghiền áp cho đến hoàn toàn nghiền áp cảnh giới tế đạo, đt, đúng là chuyện lạ. Phù. Trong lòng Hoàng Cửu Dương cũng chấn động không kém, ông ta hít một hơi thật sâu nói, Diệp công tử, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không? Được. Diệp Bắc Minh gật đầu, thu hồi thần hồn của Tô Bi Vân, đỉnh phù đồ và bà lão áo đen. Bước vào điện chính của Hồng Hoang Đế Cung. Mọi người đều đã bị giải tán. Còn Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi vẫn đang đi theo Diệp Bắc Minh. Hoàng Cửu Dương nói, Dung Phi, Nhã Phi, chúng tôi có chuyện muốn nói với Diệp công tử, các cô đi ra ngoài điện chờ đi. Hai người liếc nhìn nhau. Diệp Bắc Minh nói thẳng, bọn họ là những người phụ nữ của tôi. Việc của tôi là việc của họ. Những lời này vừa nói ra. Hoàng Cửu Dương nhất thời sửng sốt. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đột nhiên đỏ bừng. Bọn họ vốn đã cho rằng mình thuộc về Diệp Bắc Minh, nhưng lần đầu tiên nghe thấy Diệp Bắc Minh chủ động thừa nhận, trái tim nhỏ bé của bọn họ vẫn đập liên hồi. Được rồi. Hoàng Cửu Dương không nói thêm nữa, mời Diệp Bắc Minh ngồi xuống. Ông ta hỏi thẳng, Diệp công tử, xin hỏi cảnh giới hiện tại của cậu. Dừng một chút, quên đi, tôi không cần phải hỏi cảnh giới, dù sao cảnh giới của Diệp công tử cũng chỉ có hơi thở của cảnh giới đại năng cấp 5 mà thôi. Tôi muốn hỏi. Thực lực của Diệp công tử tương ứng với cảnh giới tế đạo cấp mấy? Diệp Bắc Minh cau mày. Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Anh không thích việc hỏi về thực lực của mình như thế này. Thạch Nghị ở một bên nhìn thấy vẻ mặt không vui của Diệp Bắc Minh, nói thêm, Diệp công tử, cậu đừng hiểu lầm. Cậu biết đấy, ở nguyên thủy chân giới thì kẻ mạnh mới được tôn trọng. Ở bất kỳ vị diện nào cũng vậy, chỉ khi biết thực lực thực sự của Diệp công tử. Chúng tôi mới có thể biết cách cư xử với Diệp công tử. Nói xong, Thạch Nghị và Hoàng Cửu Dương nhìn Diệp Bắc Minh, chờ đợi câu trả lời của anh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không biết. Không biết. Hai người đồng thời cau mày. Hoàng Cửu Dương nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, nói, Diệp công tử, cậu đang nói đùa à? Là một người tu võ, sao có thể không biết thực lực của chính mình? Diệp Bắc Minh nói, tôi thật sự không biết. Bởi vì người tu võ mạnh nhất mà tôi từng gặp cũng chỉ là cảnh giới tế đạo cấp 6. Ừ, đương nhiên, ba người ở cảnh giới tế đạo cấp 6 này đều bị một mình tôi giết chết. Cái gì? Hoàng Cửu Dương sửng sốt. Mẹ kiếp! Thạch Nghị trực tiếp chửi bậy. Cạch! Hai người gần như cùng lúc ngạc nhiên đứng dậy. Chiếc ghế bên dưới nổ tung vỡ thành từng mảnh ngay lập tức vì không chịu được sức mạnh mà hai người bùng nổ ra. À! Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi đồng thời kêu lên. Ngoài sự kinh ngạc, trong đôi mắt xinh đẹp của họ còn đầy vui vẻ. Giọng nói của Thạch Nghị run run, Diệp, Diệp công tử, ngài thật sự có thể giết chết cảnh giới tế đạo cấp 6 à? Hơn nữa, còn là một đấu ba. Trong vô thức, từ cậu, đã đổi thành, ngài. Đúng. Nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Bắc Minh. Xì. Thạch Nghị và Hoàng Cửu Dương đồng thời hít một hơi khí lạnh. Nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp Bắc Minh lại tự tin đến mức dám xông vào Hồng Hoang Đế Cung. Cuối cùng họ cũng đã hiểu tại sao anh lại dám giết Lão Chu trước mặt mọi người và tiêu diệt thần hồn của Bàng Vân một cách không kiêng nể gì như vậy. Bởi vì không sợ, anh có thể tự mình giết chết ba người ở cảnh giới tế đạo cấp 6, chỉ cần không tìm chết, anh gần như là vô địch. Diệp công tử, chúng tôi rất tiếc về chuyện của Bàng Vân và Chu Thiên Hắc. Tôi Hoàng Cửu Dương, tại đây nghiêm túc xin lỗi Diệp công tử. Sắc mặt của Hoàng Cửu Dương nghiêm túc. Giết chết ba người cảnh giới tế đạo cấp 6, sức chiến đấu thực sự ít nhất phải vượt qua cảnh giới tế đạo cấp 7. Một người mạnh mẽ như vậy lại đang bị người đuổi giết. Vậy mà anh chỉ giết Bàng Vân và Lão Chu,
Hoàng Cửu Dương thậm chí còn cảm thấy Diệp Bắc Minh quá hiền lành. Nếu là ông ta thì trực tiếp tiêu diệt hết huyết mạch của Bàng Vân và Lão Chu cũng không có gì to tát. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói, không có gì, tôi tới đây cũng không phải là để làm kẻ địch của Hồng Hoang Đế Cung. Dù sao thì Nhã Phi và Dung Phi vẫn còn ở Hồng Hoang Đế Cung. Ha 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 ha, đúng đúng đúng. Hoàng Cửu Dương bật cười, bầu không khí ở hiện trường lập tức dịu lại, Hồng Hoang Đế Cung chúng tôi là bạn của Diệp Công Tử. Trong lòng ông ta đã quyết định sau này sẽ dùng mọi nguồn lực để bồi dưỡng hai chị em này. Chỉ cần ngày nào hai chị em vẫn là người của Hồng Hoang Đế Cung, thì ngày đó Diệp Bắc Minh vẫn còn là bạn của Hồng Hoang Đế Cung. Đây là một thỏa thuận chỉ có lời chứ không lỗ. Diệp Bắc Minh bộc lộ sức mạnh của mình cũng vì để hai chị em này được trọng điểm bồi dưỡng ở Hồng Hoang Đế Cung trong tương lai. Hai người ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra. Giọng của Thạch Nghị vang lên, Diệp Công Tử, ngài đến Hồng Hoang Đế Cung là còn có việc gì khác sao? Đúng vậy. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn mượn đại đế chi binh của Hồng Hoang Đế Cung các người dùng một chút. Cái gì? Hoàng Cửu Dương và Thạch Nghị vừa mới đổi ghế khác ngồi xuống, giờ lại kinh ngạc đứng dậy lần nữa. Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt ngạc nhiên. Mượn đại đế chi binh, làm sao cậu ta có thể nói ra miệng được vậy? Diệp Bắc Minh nói, sao vậy? Có khó khăn gì sao? Hoàng Cửu Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, Diệp Công Tử, ngài đi cùng tôi. Nói xong, hai người dẫn theo Diệp Bắc Minh đi thẳng vào chỗ sâu trong Hồng Hoang Đế Cung, Diệp Bắc Minh cũng muốn mang theo Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi, nhưng lại bị Hoàng Cửu Dương kiên trì ngăn cản. Diệp Bắc Minh cau mày. Để hai người ở lại chờ đợi, đi theo Hoàng Cửu Dương bước vào một trận pháp. Không gian trước mắt anh dao động trong nháy mắt. Xuất hiện trong một không gian vô cùng rộng lớn. Liếc nhìn không thấy điểm cuối, mặt đất cực kỳ hiểm trở, trên bầu trời đầy rẫy những con rồng bay đang bay lượn. Trên mặt đất, các loại thú dữ hồng hoang bò lổm ngổm, hơi thở của bất kỳ con nào cũng vô cùng đáng sợ, chúng ăn tươi nuốt sống và giết chóc điên cuồng, như thể chỉ trong một giây họ đã trở lại thời kỳ hồng hoang. Đây là... Diệp Bắc Minh sừng sốt. Hoàng Cửu Dương nói, nơi này tên là Hoang Vực, là một đại lục còn sót lại từ thời kỳ hồng hoang, lối vào là Hồng Hoang Đế Cung. Ngay cả chúng tôi cũng không dám đi quá sâu vào Hoang Vực. Diệp Công Tử, xin hãy đi theo tôi. Hai người đưa Diệp Bắc Minh tiến về phía trước mấy chục dặm. Đi đến một quảng trường lớn. Ở trung tâm của quảng trường, một bệ cao hình tròn mọc lên từ mặt đất, có đường kính hơn 10.000 mét. Ở trung tâm của bệ cao có một chiếc chuông cổ màu đen. Trên đó được khắc đầy phù văn, một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ ập đến trước mặt anh. Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng nhìn qua. Mọi người đều có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy, nhưng lại cố gắng kìm nén cảm giác này, đây là cái gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trong cơ thể không ngừng rung lên, Diệp Bắc Minh cảm thấy máu đang sôi lên, khuôn mặt đỏ bừng. Sóng nhiệt liên tục bốc ra từ phía trên. Nhóc con, đây chính là Đại Đế Chi Binh, chắc chắn là nó, chuông hồng hoang, đây là chuông hồng hoang của Đại Đế Hồng Hoang. Càn Khôn Chấn Ngục hưng phấn nói. Ánh mắt Diệp Bắc Minh rực lửa. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc chuông hồng hoang cao 10.000 mét, trông giống như một ngọn núi. Đây chính là Đại Đế Chi Binh sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở này quá đáng sợ. Diệp Bắc Minh nuốt khan một ngụm. Chẳng trách Giao Chỉ bảo tôi không được đụng vào thứ này, cho dù là tôi bây giờ, nếu trực tiếp nhận một đòn từ Đại Đế Chi Binh. Ngay cả tiểu tháp ở trong cũng sẽ hóa thành cho bụi phải không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khẳng định trả lời, chết tiệt. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Hoàng Cửu Dương và Thạch Nghị ở một bên càng kinh ngạc hơn. Trong lòng họ đã sớm kinh ngạc. Diệp Bắc Minh trông như một người không bị ảnh hưởng gì cả. Phải biết rằng, lần đầu tiên hai người nhìn thấy chuông hồng hoang, cách xa cả cây số thì họ đã sợ hãi đến mức quỳ xuống. Phải quỳ ba ngày ba đêm mới có chút miễn nhiễm với áp lực của chuông hồng hoang. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đã đi tới đài cao hình tròn, cách chuông hồng hoang không đến 100 mét. Vậy mà, đứng vững vàng ở đó, thật không thể tin được. Hoàng Cửu Dương đã nói cho chúng tôi biết, cậu chính là Diệp Bắc Minh. Cùng lúc đó, một thanh âm già nua vang lên, kéo Diệp Bắc Minh đang ở trong sự kinh ngạc trở lại hiện thực. Lúc này anh mới phát hiện ra, có ba ông lão và một bà lão ngồi quanh chuông hồng hoang. Trong đó có hai người là cảnh giới tế đạo cấp 6, hai người còn lại là cảnh giới tế đạo cấp 7. Diệp Bắc Minh gật đầu,
các tiền bối là ai? Chúng tôi là những người bảo vệ hoang vực, ông lão mặc áo vải lanh trả lời. Người bảo vệ hoang vực? Đúng vậy. Ông lão mặc áo vải lanh gật đầu, lộ ra một nụ cười, muốn mượn chuông hồng hoang cũng được, nhưng cậu phải gia nhập cùng chúng tôi, trở thành người bảo hộ hoang vực. Đồng ý dễ dàng như vậy sao? Diệp Bắc Minh có một trực giác là có bẫy. Tiền bối, tại sao ngài lại chọn tôi? Là cậu tự mình tìm tới. Ông lão mặc áo vải lanh cười như không cười. Diệp Bắc Minh giật mình, lắc đầu, tiền bối, ngài có thể đổi một yêu cầu khác được không? Ông lão mặc áo vải lanh còn chưa kịp mở miệng thì bà lão bên cạnh đã nói, chúng tôi đã canh giữ ở đây hàng tỷ năm rồi, ngoại trừ cần một người kế vị ra thì không có yêu cầu gì khác. Nếu như cậu đồng ý trở thành người bảo vệ hoang vực, tôi có thể cho cậu mượn chuông hồng hoang. Một ông lão gầy gò khác nói. Diệp Bắc Minh hỏi, sau khi trở thành người bảo vệ hoang vực thì có hạn chế gì không? Ông lão mặc áo vải lanh nói, đời này sẽ không bao giờ có thể rời khỏi thành hồng hoang được nữa. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, làm phiền rồi, tạm biệt. Chờ một chút. Ông lão mặc áo vải lanh bước tới, đứng trước mặt Diệp Bắc Minh. Tiền bối, còn có chuyện gì sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Ông lão mặc áo vải lanh cười khẩy, nhóc con, đây là nơi cậu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nếu tôi đã quyết định cậu là người kế nhiệm của bốn người chúng tôi, vậy thì cậu cũng đừng hòng rời đi. Dứt lời. Ông ta duỗi ra một bàn tay khô khốc, chộp về phía bả vai Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt, khi ông ta sắp chạm vào Diệp Bắc Minh, vèo. Diệp Bắc Minh biến mất một cách cực kỳ quỷ dị. Ông lão mặc áo vải lanh chụp hụt, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ kinh ngạc, hư không thuật. Hay cho tên nhóc này, lại học trộm hư không thuật của tộc bất hủ. Tuy nhiên, cho dù đó là hư không thuật thì cậu có thể rời khỏi đây được sao? Phong ấn. Ông lão mặc áo vải lanh dậm chân. Bù. Phép tắc lĩnh vực của cảnh giới tế đạo cấp 7 đột nhiên mở ra, trong nháy mắt Diệp Bắc Minh đã bị thu vào trong đó. Diệp Bắc Minh cau mày, ông lão mặc áo vải lanh xuất hiện sau lưng anh, một bàn tay khô khốc đặt lên vai anh, nhóc con, ở lại đi. Tất cả truyền thừa của bốn người chúng tôi đều có thể truyền lại cho cậu. Ở lại đây không có gì là không tốt cả, ngay cả chuông hồng hoang cũng có thể cho cậu tùy ý sử dụng. Trong phạm vi thành hồng hoang, cậu tuyệt đối là vô địch, toàn bộ nguyên thủy chân giới không ai có thể làm gì cậu. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm, tiền bối, ông muốn dùng thủ đoạn mạnh sao? Ông lão mặc áo vải lanh cười lớn, ha ha ha, tên nhóc này, cậu thật thú vị. Không ai có thể từ chối người mà cổ trung thư này muốn bồi dưỡng. Vậy tôi sẽ là người đầu tiên. Diệp Bắc Minh quát khẽ một tiếng. Anh đột nhiên dùng lực ở vai, một con huyết long từ đó lao ra, đánh vào bàn tay của ông lão mặc áo vải lanh cổ trung thư. Hừ, cổ trung thư khịt mũi lạnh lùng và tát về phía con huyết long. Gào, một tiếng vang lớn rung chuyển trời đất, con huyết long nổ tung. Sóng năng lượng như vụ nổ hạt nhân nở rộ, cổ trung thư lập tức lùi lại vài nghìn mét, kinh ngạc nhìn bàn tay khô khốc của mình. Có một vết thương sâu tận xương, máu liên tục chảy ra. Nhóc con, sức chiến đấu của cậu rất mạnh. Khó trách tên nhóc hoang cửu dương này lại đối xử kính cẩn với cậu như vậy. Bây giờ tôi không chỉ muốn bồi dưỡng cậu nữa, tôi muốn thu cậu làm đồ đệ của tôi. Cổ trung thư không những không hề tức giận, ngược lại trên khuôn mặt già nua còn lộ ra sự vui mừng khôn xiết. Xung quanh chuông hồng hoang còn có hai ông lão khác và một bà lão, trên khuôn mặt họ đều lộ ra một sự ngạc nhiên. Cổ trung thư thật sự bị thương. Sức chiến đấu của tên nhóc này thực sự đáng kinh ngạc. Tôi có thể cảm giác được máu trong cơ thể cậu ta đang sôi trào. Đây chính là hỗn độn đế thể sao? Đúng thật là không tầm thường. Ba người họ nói. Ôi trời ơi! Hoàng cửu dương sợ đến mức không thể khép miệng được, mồ hôi rơi như mưa. Diệp Bắc Minh vậy mà có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới tế đạo cấp 7. Mà vẫn không hề thua kém. Đúng là khó tin. Diệp Bắc Minh thấy hơi cạn lời, thời buổi này còn có người cưỡng ép thu đệ tử sao? Vậy thì phải xem tiền bối có năng lực này hay không. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nhấc chân, dậm một cái, đạo đài luân hồi, đi ra. Trong bán kính hàng vạn mét, một đạo đài luân hồi khổng lồ xuất hiện. Xung quanh có hàng trăm bia mộ lóe lên ánh sáng màu đen xám. Phép tắc luân hồi. Đôi mắt của cổ trung thư hơi nheo lại. Lập tức lùi lại. Phép tắc lĩnh vực của chính mình, đóng phép tắc lĩnh vực của chính mình ngay lập tức. Như thể nhìn thấy ôn thần, nhóc con,
sao cậu không nói sớm cho tôi biết là cậu biết phép tắc luân hồi? Cút đi, mau cút khỏi đây cho tôi. Hiện tại cho dù cậu có đồng ý làm người bảo vệ của hoang vực thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Hai ông lão và một bà lão khác cũng đứng dậy vì kinh ngạc. Giống như nhìn thấy ôn thần vậy. Diệp Bắc Minh cau mày, lại có liên quan đến phép tắc luân hồi sao? Lúc trước khi mọi người nhìn thấy anh biết phép tắc luân hồi thì đều tỏ vẻ như thể nhìn thấy ôn thần. Cổ tiền bối, phép tắc luân hồi thì bị làm sao vậy? Diệp Bắc Minh hỏi. Cổ Trung Thư lắc đầu, vẻ mặt xui xẻo, nhóc con, những người tu luyện phép tắc luân hồi sẽ liên tục mang đến xui xẻo cho những người xung quanh. Một ngày nào đó chính họ cũng sẽ chết đột ngột mà không thể giải thích được. Nếu trước đó cậu nói rằng cậu tu luyện phép tắc luân hồi thì tôi cũng không muốn gặp cậu. Đi, cậu đi nhanh lên. Ông ta còn quay đầu đi. Nhìn chằm chằm Hoàng Cửu Dương với vẻ mặt giận dữ, trên khuôn mặt già nua đầy tức giận. Hoàng Cửu Dương, ông làm cái gì vậy? Tại sao lại mang người tu luyện phép tắc luân hồi tới đây? Hoàng Cửu Dương đứng đó, mồ hôi rơi như mưa. Lão tổ, phép tắc luân hồi có hơi kỳ quái, nhưng không đến nỗi đáng sợ như vậy đó chứ. Ông thì biết cái gì? Cổ Trung Thư tức giận mắng, phép tắc luân hồi đi ngược lại thiên đạo luân hồi, nếu bất kỳ ai có liên quan đến nó thì những người xung quanh họ nhất định sẽ gặp xui xẻo. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm, ánh mắt dao động. Tiền bối, ngài biết gì sao? Xin hãy nói cho tôi biết sự thật. Tiến một bước về phía trước. Cổ Trung Thư hừ lạnh một tiếng, nhóc con, tôi tin rằng cậu đã biết một số việc, nếu không cậu cũng sẽ không có phản ứng này. Những người xung quanh cậu, đặc biệt là những người thân thiết với cậu, đã gặp xui xẻo rồi đúng không? Diệp Bắc Minh gật đầu, thành thật mà nói với tiền bối, đúng vậy. Anh luôn tin rằng sự xui xẻo mà những người xung quanh phải gánh chịu có liên quan đến vận may của chính anh. Nhưng nghe Cổ Trung Thư nói, xem ra cũng có liên quan đến phép tắc luân hồi. Cổ Trung Thư nói, phép tắc luân hồi rất kỳ quái, ở thời kỳ thượng cổ vẫn có rất nhiều người tu luyện. Phép tắc này cực kỳ mạnh mẽ, sau khi triệu hồi đạo đài luân hồi thì có thể sống lại vô hạn trong phạm vi của đạo đài luân hồi. Gần như bất khả chiến bại khi đối phó những người tu võ cùng cấp. Nhưng luân hồi dù sao cũng là trái với thiên đạo, theo thời gian, một số người tu võ tu luyện phép tắc luân hồi đã phải chịu phản ứng ngược. Những người xung quanh họ lần lượt gặp xui xẻo, có người muốn từ bỏ phép tắc luân hồi, thậm chí còn tự hủy bỏ công pháp của mình. Nói tới đây, Cổ Trung Thư tạm dừng một chút. Ông ta cười lạnh, nói, ha ha, thật đáng tiếc. Cho dù có tự hủy bỏ công pháp của mình, cũng không thể ngăn cản vận rủi. Đây là con đường không thể quay lại, theo thời gian, không còn ai tu luyện phép tắc luân hồi nữa. Một số chủng tộc thậm chí còn coi phép tắc luân hồi là một lĩnh vực cấm kỵ. Nói xong, ông ta liếc nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt kỳ lạ, đáng tiếc, hỗn độn đế thể lại tu luyện phép tắc luân hồi. E là cậu sẽ chết trên đường, không thể trưởng thành được. Nghe Cổ Trung Thư nói xong, ánh mắt của Diệp Bắc Minh cực kỳ kiên định, lắc đầu nói, tôi không tin, chỉ là một phép tắc. Lại có thể hoàn toàn ảnh hưởng đến tôi. Tôi không chấp nhận vận mệnh, cũng không cho rằng phép tắc luân hồi là nguồn gốc của vận rủi. Tùy cậu, Cổ Trung Thư cũng lười giải thích. Ông ta vung tay lên. Hoàng Cửu Dương, tiễn khách. Sau này đừng để cho tên nhóc này vào đây nữa. Nói xong, Cổ Trung Thư bước ra, trở lại vị trí của mình. Hai ông lão và một bà lão còn lại cũng không ngừng nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt đáng tiếc. Hoàng Cửu Dương bước tới và nói, Diệp công tử, ngài cũng nhìn thấy rồi đó, mời. Diệp Bắc Minh cau mày, quay đầu nhìn Chuông Hồng Hoang, xoay người rời đi. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, Côn Ngô cô nương đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Thần niệm được kết nối trực tiếp với bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Chỉ nhìn thấy, cái kén lớn được ngưng tụ bởi dòng khí hỗn độn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Diệp Bắc Minh còn chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh hỗn độn đã từ trong kén bộc phát ra, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục rung lên. Vèo, kén hỗn độn lại trực tiếp lao ra khỏi Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Bong, cùng lúc đó, Chuông Hồng Hoang rung động kịch liệt, một đợt sóng âm càn quét qua. Phụt, 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 phụt. Bốn người bảo vệ Hồng Hoang trong đó có Cổ Trung Thư trực tiếp bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu. Diệp Bắc Minh và Hoang Cửu Dương đứng cách đó khá xa, khi sóng âm ập tới. Thần lực của Hoang Cửu Dương ngưng tụ thành một tấm khiên, trong khoảnh khắc nó tiếp xúc với sóng âm đang truyền tới. Răng rắc, tấm khiên nổ tung.
Hoàng Cửu Dương lăn ra ngoài vô cùng thảm hại, đập mạnh vào lối vào hoang vực, khiến ông ta vô cùng chật vật. Diệp Bắc Minh đấm một cú vào làn sóng âm thanh đang truyền tới. Keng, keng, keng. Tại vị trí nắm đấm, một gợn sóng năng lượng xuất hiện, không ngừng phát ra âm thanh của kim loại. Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này, hai tay run rẩy kịch liệt. Mở ra cho tôi. Một nắm đấm khác phung ra. Bùm. Sóng âm tách ra, bị một cú đấm của Diệp Bắc Minh hoàn toàn đánh tan. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cổ Trung Thư và ba người còn lại kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chỉ nhìn thấy. Một cái kén hỗn độn màu đen bay đến gần chuông hồng hoang. Chuông hồng hoang thực sự đã rung lên. Nó bay lên trên và trực tiếp bao phủ lấy cái kén hỗn độn, hạ xuống một cách vững vàng trên bệ cao hình tròn, tạo nên một sự vừa vặn hoàn hảo. Mật Phi. Diệp Bắc Minh kêu lên một tiếng, vội vàng chạy tới, tiểu tháp, chuyện gì thế này? Mật Phi, tại sao lại bị chuông hồng hoang thu vào? Mắt anh đỏ hoe, anh rất lo lắng. Diệp Bắc Minh, thứ vừa rồi là cái gì vậy? Cổ Trung Thư và những người khác lau vết máu trên khóe miệng và nhanh chóng bước tới. Diệp Bắc Minh không giấu giếm, kể lại chuyện Côn Ngô Mật Phi bị dòng khí hỗn độn bao bọc và biến thành một cái kén hỗn độn. Cái gì? Bốn người Cổ Trung Thư đều thay đổi sắc mặt. Nhóc con, cô ấy lại còn đang có thai à? Sao cậu không nói sớm? Diệp Bắc Minh cau mày, con của tôi mà còn cần phải thông báo cho các người sao? Cổ Trung Thư nghẹn lời, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, nhóc con, chuyện này tôi không tranh cãi với cậu. Cậu có biết sự khác biệt giữa thể chất hỗn độn được tạo ra và thể chất hỗn độn được sinh ra từ cơ thể mẹ không? Đó chính là tiên thiên hỗn độn thể. Tiên thiên hỗn độn thể. Diệp Bắc Minh nhìn sang. Đúng vậy. Bà lão bên cạnh gật đầu, khuôn mặt già nua khô gầy lại trở nên đỏ bừng. Trong đôi mắt mơ hồ càng trở nên kích động. Tiên thiên hỗn độn thể, ha ha ha, thật sự là tiên thiên hỗn độn thể. Trời ạ. Đây là cho Hồng Hoang Đế Cung của chúng ta một cơ hội sao? Tốt, thật sự quá tốt. Hai ông lão còn lại như tìm được kho báu, lao tới bên dưới chuông Hồng Hoang, kích động đến nỗi vừa khóc vừa cười. Hai ông lão cảnh giới tế đạo cấp 6 lại lộ ra dáng vẻ thế này. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc. Tiền bối, tiên thiên hỗn độn thể và hỗn độn thể được tạo ra có khác biệt gì sao? Cổ Trung Thư khẳng định gật đầu, đương nhiên là khác nhau rồi. Một hỗn độn thể do con người tạo ra, cho dù được gọi là hỗn độn thể. Nhưng thiên phú võ đạo và thực lực ở các phương diện đều không mạnh bằng tiên thiên hỗn độn thể. Cái gì là tiên thiên? Chính là thứ mà cậu có được từ khi sinh ra. Ngay cả chuông hồng hoang cũng lựa chọn đứa nhỏ này. Phải biết rằng chuông hồng hoang đã ở đây vô số năm, nhưng nó chưa từng chủ động lựa chọn bất kỳ ai, nó lựa chọn tiên thiên hỗn độn thể, chẳng phải còn chưa đủ nói lên điều gì sao? Nghe được lời nói của Cổ Trung Thư, sắc mặt Diệp Bắc Minh không ngừng thay đổi. Liệu Côn Ngô Mật Phi có gặp phải nguy hiểm khi ở trong hỗn độn không? Trong hỗn độn là đại đế chi binh, nếu có chuyện gì xảy ra thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, đi đến trước chuông hồng hoang, một thanh kiếm có hình dáng cực kỳ cổ xưa và thô ráp xuất hiện trong tay anh. Trông giống như một cái phôi kiếm hơn là một thanh kiếm. Đâm một kiếm xuyên qua khoảng trống giữa hỗn độn và cái bệ cao hình tròn. Diệp Bắc Minh, cậu định làm gì? Cổ Trung Thư và những người khác ngạc nhiên. Diệp Bắc Minh nói, người phụ nữ của tôi bị mắc kẹt, tôi đương nhiên muốn cứu cô ấy. Bong! Chuông hồng hoang đột nhiên rung lên. Sắc mặt bốn người Cổ Trung Thư thay đổi. Diệp Bắc Minh, cậu điên rồi, cậu dám đụng đến đại đế chi binh, cậu có biết nếu chọc giận nó sẽ có hậu quả gì không? Tôi không quan tâm hậu quả là gì. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Thanh kiếm trong tay anh cắm vào khe hở, bỗng nhiên dùng một lực mạnh, chuông hồng hoang lại thật sự khẽ rung lên. Thằng nhóc này đã dịch chuyển được đại đế chi binh à. Bà lão cảnh giới tế đạo cấp 7 mở miệng. Ánh mắt Cổ Trung Thư trầm xuống, nhìn chằm chằm vật trong tay Diệp Bắc Minh, đây là. Bất hủ đế kim, làm sao có thể, cậu lấy đâu ra một khối bất hủ đế kim lớn như vậy. Thật sự là bất hủ đế kim. Đôi mắt của bà lão cũng mở to. Đây là chất liệu làm ra đại đế chi binh, đồ vật dành riêng cho tộc bất hủ. Chẳng lẽ thứ trong tay cậu ta là kiếm bất hủ? Bà lão thắc mắc. Không thể nào. Cổ Trung Thư quả quyết lắc đầu, trước đây chúng ta đã từng nhìn thấy kiếm bất hủ, nó chắc chắn không giống như thế này. Hơn nữa, thanh kiếm này không có hơi thở của đại đế chi binh, chỉ đơn giản là một cái phôi mà thôi.
Hình dáng cũng hoàn toàn khác với kiếm bất hủ, có lẽ thằng nhóc này đã có được một mảnh bất hủ đế kim từ đâu đó, tự mình chế tạo ra kiếm phôi. Trời ạ, hỗn độn đế thể, còn có bất hủ đế kim, bà lão kích động đến toàn thân run rẩy. Thằng nhóc này muốn làm trái ý trời à. Bong! Lúc này, từ chuông hồng hoang vang lên một tiếng vang, một luồng hơi thở không thể ngăn cản bộc phát, nghiền áp về phía Diệp Bắc Minh. Không được, thằng nhóc này gặp nguy hiểm. Cổ Trung Thư tiến lên, lao tới chuẩn bị cứu người. Ầm ầm ầm, một sức mạnh vô hình quét qua, Cổ Trung Thư trực tiếp bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Cùng lúc đó, trên người Diệp Bắc Minh vang lên một tiếng rắc. Máu thịt nổ tung ra hàng chục vết thương. Máu không ngừng chảy ra. Ngay cả xương cốt cũng phát ra âm thanh giòn vang, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhóc con, cậu điên rồi. Mau bỏ đi, cảnh giới của cậu quá thấp. Cho dù cậu là hỗn độn đế thể, hiện tại cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh của đại đế chi binh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kêu lên. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ hoe. Anh cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay, dùng nó làm đòn bẩy, chuẩn bị cạy chuông hồng hoang ra. Gào. Một tiếng rồng gầm vang lên, 9 con ma long màu đen từ phía sau lao ra, sức mạnh vô tận tràn vào cơ thể Diệp Bắc Minh. Mạch máu của anh phồng lên, hỗn độn đế huyết trong cơ thể anh hoàn toàn sôi sục. Chuông hồng hoang dịch chuyển một chút. Thật sự di chuyển. Cổ Trung Thư và đám người của bà lão hoàn toàn choáng váng. Dùng chính sức mạnh của bản thân để chống lại đại đế chi binh, đúng là điên cuồng. Cho dù là cảnh giới tế đạo cấp 9 cũng không dám làm như vậy. Bong! Chuông hồng hoang tựa hồ đang tức giận, một tiếng chuông vang lên, xung quanh hư không vỡ vụn trong nháy mắt, toàn bộ sụp đổ. Một luồng sức mạnh hủy diệt đang đè ép về phía Diệp Bắc Minh. Nếu như rơi vào người anh thì nhất định sẽ khiến anh tan thành xương máu. Vào thời khắc mấu chốt này, trong chuông hồng hoang vang lên một giọng nữ, dừng lại. Nếu làm tổn thương tiểu thần thần, tôi tuyệt đối sẽ không ở lại đây. Câu nói này giống như có ma lực vậy. Chuông hồng hoang khẽ rung lên, toàn bộ uy áp biến mất. Thậm chí, nó còn rung nhẹ. Nó lơ lửng trên không trung, cách đài cao hình tròn mười mấy mét. Bên dưới chuông hồng hoang, kén hỗn độn đứng đó. Một cỗ khí tức hỗn độn quay quanh nó và lưu chuyển liên tục. Mật phi. Vào khoảnh khắc áp lực biến mất, thương thế trên người Diệp Bắc Minh lập tức hồi phục, anh chạy qua. Đây chính là hỗn độn đế thể sao? Năng lực hồi phục đáng sợ thật. Bà lão nheo mắt lại. Ong. Lực lượng của chuông hồng hoang ập tới, chặn Diệp Bắc Minh lại. Tiểu Minh Minh yên tâm, tôi không sao. Chuông hồng hoang có ý thức của riêng nó. Nó bảo để tôi ở trong chuông hồng hoang dưỡng thai. Bảo vệ an toàn cho tôi đến khi tôi sinh đứa con của chúng ta ra mới thôi. Trong kén hỗn độn, truyền ra giọng nói của Côn Ngô Mật Phi. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Chuông hồng hoang đang bảo vệ đứa con của anh và Côn Ngô Mật Phi. Mật Phi, sao lại vậy? Tôi cũng không biết, sau hôm ở Vạn Y Cốc, cái kén này bắt đầu hoàn toàn cách ly tôi với thế giới bên ngoài. Côn Ngô Mật Phi giải thích, ngay lúc nãy. Sau khi chuông hồng hoang rung lên, trong đầu tôi vang lên một giọng nói, bày tỏ có thể bảo vệ tôi và đứa trẻ. Tiểu Minh Minh, anh yên tâm đi, tôi không cảm nhận được ác ý của chuông hồng hoang. Chuông hồng hoang lại rơi xuống đất, bao lại Côn Ngô Mật Phi. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến đổi bất định, chủ yếu là ngạc nhiên, tiểu tháp, chuyện này là sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chợt hiểu ra, ha ha, bổn tháp biết rồi. Nhóc con. Binh khí của đại đế đều có ý thức riêng của nó, chắc chắn chuông hồng hoang đã nhìn chúng thiên phú của con cậu, nên đã chọn thằng bé. Một số khí linh hàng đầu, quả thật sẽ theo bên mẹ từ khi chủ nhân vẫn còn trong bụng mẹ. Hồi bổn tháp chọn chúng cậu, ha ha, cậu cũng đang ở trong bụng mẹ cậu mà. Còn có chuyện đấy nữa hả? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Cùng lúc đó, trong tay Hoàng Cửu Dương xuất hiện một cái ngọc bài lóe sáng liên tục, bên trong phát ra tiếng, cung chủ. Có người từ bên đại lục Trung Châu đến. Bọn họ chỉ đích danh muốn gặp Diệp công tử, thái độ cực kỳ cường thế. Ngọc bài tối đi, giọng nói biến mất. Hoàng Cửu Dương đi lên, giải thích một lượt, Diệp công tử, đối phương đến tìm cậu, mong cậu đi một chuyến. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Hai người ra khỏi cửa hoang vực, trở lại đế cung hồng hoang, đi vào điện chính. Xoẹt. Trong nháy mắt, mười mấy ánh mắt nhìn sang, có 7, 8 lão giả. Với 5, 6 thanh niên nam nữ. Trong số họ có một thanh niên mi tâm điểm một kim đan, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Diệp Bắc Minh.
cậu chính là Diệp Bắc Minh hả? Nghe nói cậu là hỗn độn đế thể. Mau phóng khí tức hỗn độn đế thể ra đây cho chúng tôi kiểm tra một chút, xem tin đồn có phải là thật không. Diệp Bắc Minh nói, anh là ai? Anh bảo tôi làm thì tôi phải làm chắc. Đúng, bản công tử bảo cậu làm, thì cậu phải làm. Tên thanh niên ngạo mạn cười nhẹ. Diệp Bắc Minh trực tiếp bỏ qua tên đó, thằng ngu. Phụt, mấy thanh niên nam nữ đứng cạnh phì cười. Mấy lão giả nhíu mày. Vẻ mặt của tên thanh niên ngạo mạn lập tức trở nên cực kỳ khó coi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không? Cả cái đại lục Trung Châu này cũng không có ai dám chửi Diệp Thiên tôi, thế mà cậu lại dám chửi tôi. Khí tức của cảnh giới tế đạo tầng 1 bùng lên. Sấm sét giữa trời quang, bổ về phía Diệp Bắc Minh. Mấy lão giả đến cùng tên thanh niên, nheo mắt, hoàn toàn không có ý ra tay ngăn cản, rõ ràng là đang cho Diệp Thiên một cơ hội giáo huấn Diệp Bắc Minh. Hoàng Cửu Dương lặng lẽ lùi về sau một bước. Với thực lực của Diệp Bắc Minh, căn bản không sợ Diệp Thiên. Quỳ xuống cho tôi. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đã vào tới trước mặt Diệp Bắc Minh, đưa tay ra ấn xuống bả vai anh. Khi tất cả mọi người cho rằng, Diệp Bắc Minh sẽ quỳ xuống ngay tại đây. Thì anh giơ tay ra, bắt lấy cổ tay Diệp Thiên. Một chân quét ngang qua, đá vào đầu gối Diệp Thiên. Một cơn đau dữ dội truyền đến, đầu gối Diệp Thiên mềm nhũn, quỳ cái bụp. Diệp Thiên. Mấy lão giả cả kinh, bước lên bao vây Diệp Bắc Minh. Khí tức của cảnh giới tế đạo tầng 6 tỏa ra ầm ầm. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh như bị ném vào trung tâm lốc xoáy, có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Mấy vị trưởng lão, khoan đã. Thạch Nghị giật mình, vội vàng lên tiếng. Hoàng Cửu Dương đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn, ha ha. Cảnh giới tế đạo tầng 6, căn bản không đủ xem. Một lão giả có nốt ruồi ở mép lạnh giọng nói, Diệp Bắc Minh, tôi lệnh cho cậu thả Diệp Thiên ra ngay. Danh con, còn không thả bản công tử ra đi, cậu to gan thật đấy, dám đối xử với tôi như này. Lát nữa cậu mà không quỳ xuống dập đầu 100 cái cho tôi. Diệp Thiên đang nói được một nửa. Răng rắc. Diệp Bắc Minh nhấc tay tát một cái. Gò má đau rát. Chật khớp cằm. Mười mấy cái răng dính máu bay ra. Này. Mấy thanh niên nhà họ Diệp cả kinh. Tám lão giả cảnh giới tế đạo thì trợn tròn mắt, ngơ ra mất một lúc. Lão giả có nốt ruồi ở mép khẽ quát một tiếng. Diệp Bắc Minh, tôi thấy cậu điên thật rồi. Nhà họ Diệp tôi thấy cậu họ Diệp, còn tưởng cậu là máu mủ nhà họ Diệp bị lưu lạc bên ngoài. Giờ xem ra, lão phu phải sử dụng gia pháp với cậu trước rồi. Năm ngón tay vươn ra, trực tiếp chộp đến cổ Diệp Bắc Minh. Bảy vị cảnh giới tế đạo khác cũng nhếch môi cười nhạt. Một giây sau, lão giả có nốt ruồi ở mép đã đứng trước mặt Diệp Bắc Minh, khi ông ta sắp chạm vào anh. Ông cũng quỳ xuống. Diệp Bắc Minh quát. Lão giả có nốt ruồi ở mép sững sờ, quên cả ra tay, sau đó ông ta giận tím mặt, đồ ngạo mạn, cậu. Bụp. Bàn tay Diệp Bắc Minh vỗ xuống, đập vào vai lão giả có nốt ruồi ở mép. Như núi Thái Sơn đè xuống, cơ thể già nua run rẩy. Ôi má ơi! Lão giả có nốt ruồi ở mép chấn động, nghĩ thầm. Đầu gối không nghe lời ông ta, bụp một tiếng quỳ xuống. Gạch lát sàn nứt toác. Một cỗ lực lượng hỗn độn lao ra, ép cho lão giả có nốt ruồi ở mép không phản kháng nổi, chỉ có thể quỳ ở đó. Toàn trường im phăng phắc. Mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, con ngươi trợn tròn. Thạch Nghị ngẩn ra, này, cậu ta, đây. Chỉ có một mình Hoang Cửu Dương là ánh mắt rực lửa, trong lòng thầm buồn cười, ngay cả cổ lão tổ cảnh giới tế đạo tầng 7, Diệp công tử còn áp chế được. Một tên cảnh giới tế đạo tầng 6, là cái thá gì? Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, lão giả có nốt ruồi ở mép phản ứng lại, cậu kia, tôi là tổ tông của cậu dám. Bốp. Diệp Bắc Minh tát ông ta một cái, tôi là tổ tông của ông. Cậu nói cái gì? Lão giả có nốt ruồi ở mép trợn tròn mắt, sốc, đồ súc sinh, cậu dám khi sư diệt tổ. Đồ ngu. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh giơ tay đánh một chưởng về phía đầu lão giả. Một người phụ nữ vội vàng hét lên, Diệp công tử, đợi đã. Chúng tôi thật sự là họ hàng của anh, trưởng lão Diệp bại cũng không nói sai, xét theo bối phận, ông ấy là tổ tông của anh thật. Ông, một trường phong khủng bố tạt thẳng vào mặt. Diệp bại hoảng sợ nhắm mắt lại, mái tóc dài của ông ta bị thổi tung tán loạn. Khi mở mắt ra lần nữa, bàn tay Diệp Bắc Minh cách mặt ông ta không đến 10 cm,
cỗ lực lượng hỗn độn khủng khiếp kia suýt thì đánh vào mặt. Nếu tiến thêm một bước nữa, đầu ông ta chắc chắn nổ tung. Tên này, định giết ông ta thật. Cô nói gì cơ? Diệp Bắc Minh quay đầu lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa lên tiếng với ánh mắt nghiêm túc. Thoạt nhìn, cô ta giống một cô gái bình thường khoảng 20 tuổi. Mặt trái xoan, mắt to, mắt hai mí, mũi cao thẳng. Eo thon dáng đẹp, chân dài. Khuôn mặt đẹp đến mức khó tin, tuyệt đối thuộc dạng cấp bậc nữ thần. Chỉ có mỗi khuyết điểm duy nhất là vòng một phẳng lì, cực kỳ bằng phẳng. Tôi tên là Diệp Quỳnh, tôi đến từ nhà họ Diệp ở Trung Châu. Diệp Bắc Minh, chúng tôi đoán anh rất có khả năng là máu mủ bị thất lạc của nhà họ Diệp tôi 1 tỷ 800 triệu năm trước. Diệp Quỳnh hít sâu một hơi, nói xong. Nét mặt Diệp Bắc Minh lạnh nhạt, anh im lặng xem cô ta diễn. Đương nhiên anh biết thân thế của mình. Hoa Hạ, Long Quốc. Sao có thể là máu mủ bị thất lạc 1 tỷ 800 triệu năm của nhà họ Diệp được chứ? Lôi kéo quá đà à. Thấy Diệp Bắc Minh không nói gì, Diệp Quỳnh còn tưởng lời mình nói có hiệu quả. Cô ta liếc mắt nhìn Diệp Thiên, Diệp Bại đang quỳ dưới sàn, tiếp tục nói, anh sinh ra đã mang thể chất hỗn độn. Và cũng là người có thể chất hỗn độn đầu tiên ra đời ở nhà họ Diệp trong vòng hàng tỷ năm trở lại đây. Vốn dĩ, chuyện này là chuyện cơ mật quan trọng nhất của nhà họ Diệp. Tiếc là sau đó không cẩn thận bị lộ ra ngoài. Có người muốn trừ khử anh, có một lần, 30 mấy vị cảnh giới tế đạo đánh vào nhà họ Diệp, cha mẹ anh vì bảo vệ anh mà qua đời. Khi các trưởng lão trong gia tộc chạy tới, anh đã mất tích. Chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm anh, nhưng vẫn không tìm được tung tích của anh. Mãi đến gần đây, có một tin đồn rằng xuất hiện một người có thể chất hỗn độn. Trưởng lão gia tộc đã bói quẻ. Anh, Diệp Bắc Minh, chính là người mang thể chất hỗn độn đã mất tích 1 tỷ 800 triệu năm của nhà họ Diệp. Nghe đến đây, Diệp Bắc Minh không kìm được giật giật khóe miệng. Nói bậy. Con mẹ nó nói bậy quá. Tiểu Tháp, nhà họ Diệp ở Trung Châu này thú vị nhỉ. Thấy tôi ngưng tụ được hỗn độn đế thể, nên tới lôi kéo quan hệ à. Diệp Bắc Minh thấy buồn cười. Nếu không phải tôi biết thân phận của mình, có khi đã bị họ lừa gạt rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhà họ Diệp ở Trung Châu, hình như cũng là một chủng tộc đế huyết. Lỡ có binh khí đại đế thì sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vừa nhắc nhở một cái, ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Thấy thời cơ đã đến. Diệp Quỳnh mỉm cười tiến lên, Bắc Minh, tôi lớn hơn anh một chút, xét theo bối phận, tôi là chị của anh. Anh thả Diệp Thiên với trưởng lão Diệp Bại ra đi. Trưởng lão Diệp Bại là người thuộc nhất mạch của tổ tiên, trong người ông ấy chảy dòng máu của nhất mạch. Bình thường ở trong tộc, bọn tôi cũng đối xử với ông ấy như lão tổ. Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, thế nên, vừa nãy ông ta ra tay với tôi, cũng là chuyện đương nhiên à. Diệp Quỳnh nhíu mày. Nhìn hai người kia, Diệp Thiên, trưởng lão Diệp Bại, hai người còn không xin lỗi Bắc Minh đi. Mồm Diệp Thiên toàn máu, cái gì? Bảo tôi xin lỗi cậu ta á? Anh ta đỏ ngầu mắt, rồi gào lên như chó điên, thằng danh này đánh tôi ra nông nỗi này, thế mà còn bắt tôi xin lỗi. Không, có, khả năng. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Nói ra câu đó. Diệp Bại khàn giọng, trầm giọng quát, hồi lão phu hầu hạ các vị tổ tiên, cũng chưa quỳ bao giờ. Tên xúc sinh này coi thường thân phận của lão phu, còn bắt lão phu quỳ. Cho dù về đến gia tộc, lão phu vẫn nói như cũ, xử lý theo gia pháp. Mấy lão giả khác cũng cười khẩy bảo, bây giờ mới gặp mặt đã không coi chúng ta ra gì, sau này về gia tộc há chẳng phải còn ngang ngược hơn à. Thấy hai người không hợp tác, Diệp Quỳnh trầm mặt. Trưởng lão Diệp Bại, ngài chắc chứ? Ngài không định tuân theo ý của mấy vị lão tổ, đúng không? Thấy Diệp Quỳnh tức giận. Diệp Bại giật mình, thầm kêu không ổn. Tên xúc sinh chết tiệt, sao không chết ở bên ngoài đi? Bây giờ lại trở về. Hỗn độn đế thể, mày tưởng mày có thể trưởng thành thật sao? Ngẩng đầu lên, ông ta hung tợn nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Sau đó cực kỳ không tình nguyện nói, Diệp công tử, xin lỗi. Lão phu, sai rồi. Diệp Thiên, cậu thì sao? Chị Quỳnh. Hửm. Tuy Diệp Quỳnh còn trẻ, nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ khí thế của người đứng đầu. Dọa cho Diệp Thiên rụt cổ, dùng cái mồm đầy máu gào lên, Diệp Bắc Minh, xin lỗi. Hai người xin lỗi xong, Diệp Quỳnh mới mỉm cười nhìn Diệp Bắc Minh, Bắc Minh, họ đã xin lỗi và cũng biết lỗi rồi, tha cho họ đi. Cô coi tôi là trẻ lên ba đấy à? Diệp Bắc Minh bật cười,
cô coi thái độ của họ xem, có giống đang nhận lỗi không? Ánh mắt Diệp Bại u ám, cậu còn muốn thế nào nữa? Diệp Thiên tức ghê gớm, tên kia, con mẹ nó, cậu đừng có mà không biết điều. Cha mẹ cậu đã chết hết rồi. Cho dù cậu trở về nhà họ Diệp, có người chống lưng cho cậu chắc, cậu. Đang nói được một nửa. Diệp Bắc Minh giơ chân đá một cú mạnh vào đan điền Diệp Thiên, đan điền nổ tung, máu và thịt bắn tung tóe. Đau đến nỗi anh ta lăn lộn trên mặt đất. Diệp Bắc Minh, cậu dám? Diệp Bại cả kinh, a. À. Tiếp đó là một tiếng hét thảm. Một chân của Diệp Bại bị Diệp Bắc Minh đá nát ngay tại chỗ. Đồ súc sinh, cậu dám? A. À. Lại một tiếng hét thảm nữa vang lên. Đan điền của Diệp Bại cũng vỡ tung, bị Diệp Bắc Minh đá một cước xuyên qua. Ông ta nằm chết dí dưới đế giày, điên cuồng ngõ ngoài. Đồ súc sinh, giết cậu ta đi, các ông giết cậu ta cho tôi. Diệp Bại cực kỳ phẫn nộ, bảy lão giả cảnh giới tế đạo khác lập tức phản ứng lại. Diệp Bắc Minh, cậu có biết mình đang làm gì không? Không ngờ cậu dám đối xử với Diệp Bại như vậy, cậu to gan thật đấy. Bảy người tiến lên định động thủ. Tất cả dừng tay cho tôi. Diệp Quỳnh quát. Cô ta đi lên chắn trước người Diệp Bắc Minh, lạnh giọng quát, các ông biết nhiệm vụ lần này của mình chứ? Lão Tổ nói rồi, đưa anh ấy khỏe mạnh về nhà, chứ không phải bảo các ông động thủ với anh ấy. Bảy người đứng im tại chỗ, quả nhiên không dám động thủ. Diệp Quỳnh quay đầu lại nhìn Diệp Bắc Minh, ra sức nở nụ cười thân thiện, Bắc Minh, tôi biết anh khó mà chấp nhận chuyện này. Nhưng, sự thực là vậy, anh chính là máu mủ của nhà họ Diệp ở Trung Châu. Diệp Bắc Minh cười lạnh, cô nhận nhầm người rồi. Tôi không thể là người của nhà họ Diệp ở Trung Châu được, và trong cơ thể tôi lại càng không chảy dòng máu của nhà họ Diệp ở Trung Châu. Còn nữa, mạng của hai người này, tôi muốn rồi. Nói xong, Diệp Bắc Minh chuẩn bị ra tay, giết Diệp Thiên và Diệp Bại. Diệp Quỳnh sờ ngón tay, nhẫn chữ vật trên ngón tay sáng lên. Tiếp theo đó, một chiếc như ý hình rồng xuất hiện trong tay. Bắc Minh, đây là thánh vật của nhà họ Diệp ở Trung Châu tôi. Bất cứ người con cháu nào nhà họ Diệp, chỉ cần nhỏ máu lên đây, thì sẽ có phản ứng, chứng thực thân phận. Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn. Huyết như ý có hình dáng cổ xưa, một con huyết long quấn quanh. Anh chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã thấy có cảm giác quen thuộc, tựa như có gì đó tương đồng với huyết long của anh. Nhỏ thì nhỏ, tôi nói cho cô biết, chắc chắn cô nhận sai người rồi. Nói xong, Diệp Bắc Minh đưa một ngón tay ra, cắt qua đầu ngón tay. Một giọt hỗn độn đế huyết nhỏ lên huyết như ý hình rồng. Gào. Một tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng mây, huyết như ý xông ra một con huyết long hư ảnh, nó bay lượn trong đại điện đế cung hồng hoang, rồng gầm rú không ngừng. Huyết mạch cộng hưởng, huyết long thức tỉnh. Bắc Minh, trong người anh đang chảy dòng máu của nhà họ Diệp, anh còn dám bảo anh không phải máu mủ của nhà họ Diệp ở Trung Châu. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Bắc Minh sửng sốt. Đù, tiểu tháp. Chuyện này là sao? Anh vẫn luôn chắc rằng, mình tuyệt đối không có quan hệ gì với nhà họ Diệp ở Trung Châu, nhưng cảnh tượng trước mặt đã làm đảo lộn nhận thức của anh. Khoảnh khắc nhìn thấy con huyết long, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cảm thấy không thể tin được. Tiểu tử, chuyện này thật kỳ lạ, bổn tháp biết rõ xuất thân của cậu hơn bất kỳ ai khác. Làm sao cậu có thể là người họ Diệp ở Trung Châu được? Thật sự kỳ lạ. Lông mày Diệp Bắc Minh nhíu lại. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Bắc Minh, Diệp Quỳnh nói, Bắc Minh, anh thấy rồi chứ? Huyết như ý này là quái vật của nhà họ Diệp, đồng thời cũng là chìa khóa. Chỉ người có huyết thống nhà họ Diệp ở Trung Châu mới có thể thức tỉnh nó. Nếu anh không phải người nhà họ Diệp, nó làm sao có thể phản ứng lại? Cô ta tiến lên nắm lấy tay Diệp Bắc Minh. Đôi mắt ngấn nước, ngập tràn kích động. Diệp Bắc Minh cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn xuất thân ở Hoa Hạ Long Quốc. Cách nhà họ Diệp ở Trung Châu vài vị diện. 1,8 tỷ năm trước, vị diện địa cầu chưa chắc đã có loài người xuất hiện. Làm sao hắn có thể là người nhà họ Diệp ở Trung Châu? Cô chắc chắn không nhầm lẫn đấy chứ? Hoặc là tổ tiên của tôi có chút quan hệ gì đó với nhà họ Diệp ở Trung Châu, chứ không phải tôi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ vài giây rồi nói như vậy. Vẻ mặt Diệp Quỳnh nghiêm túc, chỉ có huyết đế của nhà họ Diệp mới có thể kích hoạt huyết như ý. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Diệp Quỳnh, hắn cũng có chút hoài nghi. Dù sao, con huyết long lao ra khỏi huyết như ý vừa rồi rất giống với con huyết long mà hắn ngưng tụ. Diệp Quỳnh nói,
Bắc Minh, nể mặt tôi, tha cho Diệp Thiên cùng Diệp Bại trưởng lão đi. Được, nể mặt cô, tôi tha cho họ một lần. Diệp Bắc Minh gật đầu, đá một cái, lần sau còn dám đắc tội ta, ta cam đoan. Không ai có thể cứu mạng các người. Diệp Thiên và Diệp Bại bay ra ngoài, đập vào tường một cách thảm hại. Một người là cảnh giới tế đạo cấp 1, một người là cảnh giới tế đạo cấp 6. Phun ra hơn chục ngụm máu như chó chết rồi ngất xỉu tại chỗ. Diệp Quỳnh nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh, ra lệnh đưa hai người họ xuống trị thương. Theo tôi về Trung Châu, tôi bảo đảm có thể chứng minh thân phận của anh. Trong lòng Diệp Bắc Minh bắt đầu dao động. Lúc này, hắn rất cần một binh khí đại đế. Chỉ như vậy, mới có thể ổn định nhà tù số 7, ngăn chặn nó không ngừng sụp đổ. Với thực lực của hắn hiện tại, cho dù liều mạng xông vào đế huyết gia tộc, cũng chắc chắn không thể cướp đi binh khí đại đế. Hắn đã từng thấy sức mạnh của binh khí đại đế lúc ở trước mặt Hồng Hoang Trung. Nhà họ Diệp ở Trung Châu là chủng tộc đế huyết sao? Đương nhiên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Quỳnh hiện lên một tia tự hào, nhà họ Diệp của tôi không chỉ là chủng tộc đế huyết. Hơn nữa, tổ tiên của tôi đã có hai vị cảnh giới đại đế. Ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ dao động, hai cảnh giới đại đế. Thế chẳng phải là nhà họ Diệp ở Trung Châu có hai binh khí đại đế sao? Sắc mặt Diệp Quỳnh có chút mất tự nhiên. Diệp Bắc Minh nói, thế nào? Lẽ nào không đúng? Khụ khụ. Diệp Quỳnh ho nhẹ, theo lý mà nói thì đúng vậy. Đáng tiếc, binh khí đại đế của hai vị đại đế còn chưa hình thành hoàn chỉnh đã mất tích một cách khó hiểu. Để lại một binh khí đại đế mới hoàn thành một nửa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Nếu có hai cái, có thể mượn một chút. Một cái rưỡi, e là hơi khó. Tuy nhiên, ít nhất vẫn còn hy vọng. Bắc Minh, anh về cùng tôi xem là biết. Nhà họ Diệp tuyệt đối không làm anh thất vọng. Diệp Quỳnh cười nói. Chẳng trách to gan như vậy, thì ra là người nhà họ Diệp ở Trung Châu. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ bên ngoài đại điện. U. Một cơn gió mạnh thổi qua. Nhiệt độ toàn bộ đại điện của Hồng Hoang Đế Cung đột nhiên giảm xuống, trên mặt đất ngưng tụ một lớp băng giá. Bắt một tiếng, đại điện rung chuyển. Trận pháp phòng ngự được kích hoạt tự động. Hoang Cửu Dương tiến lên một bước, là ai? Lại dám ra tay ở Hồng Hoang Đế Cung? Coi Hồng Hoang Đế Cung không có người sao? Hoang Cửu Dương, một tiểu bối như ngươi, không có tư cách nói chuyện trước mặt ta. Bảo Cổ Trung Thư ra đây. Dứt lời. Một người đàn ông trung niên sải bước dài trên hàn băng vạn năm bước vào đại điện. Tuyết Trung Tín. Diệp Quỳnh giật mình nhận ra người này. Tuyết tộc Trung Châu, Tuyết Trung Tín. Cảnh giới tế đạo cấp 7. Tuyết Trung Tín không để ý đến Diệp Quỳnh, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Diệp Bắc Minh, người chính là Diệp Bắc Minh hừ. Ba vị trưởng lão cảnh giới tế đạo của tuyết tộc ta đều chết trong tay ngươi, cho dù người đứng sau ngươi là ai. Theo ta về tuyết tộc, nhận phán quyết. Trực tiếp ra tay. Một tay tóm lấy. Băng tuyết sau lưng dâng trào, toàn bộ đại điện của Hồng Hoang Đế Cung trong nháy mắt ngưng tụ thành một thế giới băng tuyết. Hơn 10 sợi dây xích do huyền băng vạn năm ngưng tụ thành, trói chặt vào đầu và tứ chi của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, chuẩn bị ra tay. Diệp Quỳnh đứng trước mặt Diệp Bắc Minh như một con thỏ. Huyết Như Ý trong tay phát ra huyết quang. Bát. Một giây tiếp theo, bóng dáng một ông lão xuất hiện trong huyết quang. Tuyết Trung Tín. Ngươi dám ra tay với huyết mạch của nhà họ Diệp ta sao? Một ngón tay chỉ ra. Sắc sắc sắc, ầm. Hơn 10 dây xích được hình thành bởi huyền băng vạn năm đều nổ tung. Cạnh sắc bén còn rơi vào ngực Tuyết Trung Tín, trực tiếp xuyên qua. Ngươi, Diệp Thí Thiên. Ra đầu Tuyết Trung Tín tê dại, không khỏi cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một cái lỗ có đường kính 30cm ở ngực, hơi lệch đi nửa phân. Đan điền và tim đều sắp nổ tung. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mười mấy cảnh giới tế đạo của tuyết tộc cùng đến với Tuyết Trung Tín đều quỳ trên mặt đất. Các tu võ giả ở dưới cảnh giới tế đạo đều trực tiếp bò xuống, run rẩy như những con giun. Lão tổ của nhà họ Diệp, Diệp Thí Thiên. Hoang Cửu Dương thân thể cứng đờ. Thạch Nghị hít một hơi, 3 tỷ năm trước, Diệp Thí Thiên là cảnh giới tế đạo cấp 9. Có phải ông ta lại tiến thêm một bước rồi không? Tiến vào cảnh giới kia. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn xuyên qua bóng của Diệp Quỳnh trước mặt, nhìn chằm chằm vào cái bóng màu máu đó, trong lòng chấn động. Đó chỉ là một cái bóng màu máu, nhưng lại gây tổn hại nặng nề cho một người ở cảnh giới tế đạo cấp 7. Thực lực của người này rốt cục mạnh đến mức nào?
Diệp tiền bối, ông thật sự muốn trở thành kẻ thù của Tuyết tộc sao? Diệp Bắc Minh đã giết con trai ta, giết vợ ta. Thù này, Tuyết Trung Tín nghiến răng nghiến lợi nói. Còn chưa nói hết câu. Bốp! Diệp Thí Thiên vung ra một cái tát, Tuyết Trung Tín như một con chó chết bay ra khỏi đại điện, biến mất khỏi tầm mắt. Con chó của Tuyết tộc, về nói với Tuyết Vị Ương. Ai dám động đến một sợi lông của con cháu nhà họ Diệp? Ta sẽ hủy diệt thần hồn của hắn. Còn mối thù của ngươi, nhịn đi. Nếu không nhịn được thì chết đi. Cút! Một tiếng hét lớn. Mười mấy trưởng lão cảnh giới tế đạo của Tuyết tộc nhếch nhác rời đi. Huyết ảnh của Diệp Thí Thiên quay đầu lại, có chút kích động nhìn Diệp Bắc Minh, khóe mắt trở nên ươn ướt, giống. Giống quá, như đúc một khuôn từ ông ta, Bắc Minh. Diệp Bắc Minh. Minh giả, Long giả. Nhà họ Diệp ta từ Bắc Đại Lục chuyển đến Trung Châu, tên trùng khớp rồi. Diệp Thí Thiên gật đầu, lộ ra nụ cười, Minh Nhi, về cùng với Diệp Quỳnh đi. Để lão tổ bù đắp cho con những gì đã mất trong 1,8 tỷ năm qua. Diệp Bắc Minh cau mày, lão tổ, có lẽ ông nhận nhầm người rồi. Tôi thực sự không phải là người ông đang tìm kiếm. Minh Nhi, ta biết con chắc chắn khó có thể tiếp nhận, nhưng... Diệp Thí Thiên còn chưa nói hết câu. Diệp Bắc Minh liền ngắt lời ông, lão tổ, ông thật sự hiểu lầm rồi. Tôi chắc chắn không phải là người mà ông đang tìm kiếm. Hắn chỉ mới hơn 100 tuổi, so với 1,8 tỷ năm thì chỉ là giọt nước trong hồ. Hắn chắc chắn không phải là người mà nhà họ Diệp ở Trung Châu đang tìm kiếm. Diệp Thí Thiên thở dài, Minh Nhi, ta biết những năm này con ở ngoài một mình sống rất vất vả. Ta chắc chắn sẽ cho con một lời giải thích về những gì đã xảy ra khi đó. Người giết hại cha mẹ con năm đó, ta đã giết hết tất cả những người có liên quan. Chỉ cần con quay lại, người trong nhà nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con. Rất hiển nhiên, Diệp Thí Thiên không tin Diệp Bắc Minh không phải người nhà họ Diệp. Chưa kể Huyết Như Ý có phản ứng, đây chính là giải thích tốt nhất. Lông mày Diệp Bắc Minh nhíu chặt vào nhau. Tiểu tử, hay là cậu cứ nhận cho xong đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nghe nói nhà họ Diệp ở Trung Châu rất mạnh, hơn nữa, bọn còn có một cái rưỡi binh khí đại đế. Vị Diệp Thí Thiên có vẻ rất coi trọng cậu, bổn tháp có thể cảm nhận được, ông ta thật sự không có ác ý với cậu. Nếu cậu thay vào thân phận bị mất tích của nhà họ Diệp đó, nhất định sẽ được rất nhiều lợi ích. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiểu tháp, tôi biết có rất nhiều lợi ích. Nhưng, trên đời này làm gì có ai nhận bừa tổ tông như vậy? Diệp Bắc Minh tôi sống là người hoa tộc, chết là quỷ hoa tộc. Tôi đến từ Hoa Hạ, đến từ Long Quốc địa cầu. Là giả. Từ đầu đến cuối đều là giả. Nếu hôm nay tôi thừa nhận thân phận này, liệu sau này tôi có còn nhớ mình là ai không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm ngâm. Đúng lúc Diệp Bắc Minh đang định mở miệng nói rõ thân phận của mình. Bùm! Trong nghĩa địa hỗn độn đã im lặng từ lâu, truyền đến một tiếng động lớn kinh thiên động địa. Ba tấm bia mộ rung chuyển dữ dội. Chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Nghĩa địa hỗn độn đã im lặng lâu. Đến mức hắn thậm chí còn quên mất nó. Không ngờ lại đột nhiên có phản ứng. Hắn vẫn bình tĩnh, làm ra vẻ đang suy nghĩ. Diệp Thí Thiên yên lặng chờ đợi, còn tưởng Diệp Bắc Minh đang suy nghĩ. Trên thực tế, một tia thần hồn của Diệp Bắc Minh đã tiến vào nghĩa địa hỗn độn, nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ thứ ba ở nơi sâu nhất. Giây tiếp theo, một cái bóng ngưng tụ thành hình, nhìn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ khoảng 20 tuổi. Ánh mắt có chút bối rối. Nghi hoặc nhìn xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Diệp Bắc Minh, ngươi chính là chủ nhân của nghĩa địa hỗn độn sao? Ngươi là, ai? Đôi mắt Diệp Bắc Minh mở to. Giống như nhìn thấy ma vậy. Người trong tấm bia mộ thứ ba thực sự trông rất giống hắn. Ít nhất thì cũng giống đến 7-8 phần. Ta là Diệp Tiêu Dao. Ta nhớ ra rồi, ta chính là hỗn độn thể đó của nhà họ Diệp. Thanh niên tự lẩm bẩm. Ánh mắt mơ hồ. Như đang nhớ lại. Diệp Tiêu Dao. Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, người chính là hỗn độn thể của nhà họ Diệp đã mất tích 1,8 tỷ năm trước. Hắn và Diệp Tiêu Dao quá giống nhau, chẳng trách bị nhận nhầm. Đôi mắt mơ hồ của Diệp Tiêu Dao dần dần trở nên rõ ràng, 1,8 tỷ năm. Đã lâu như vậy rồi sao? Hình như là vậy, ta là người nhà họ Diệp ở Trung Châu, ta nhớ ra rồi. Soạt. Đôi mắt anh ta tối sầm lại. Một đạo ánh sáng rực rỡ khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh. Khí thế của Diệp Tiêu Dao đột nhiên quét qua. Uinh uinh. Sấm sét vang dội khắp nghĩa địa luân hồi.
kéo dài suốt 15 phút mới dần dần lắng xuống. Diệp Tiêu Dao nói, túc chủ, ta tỉnh lại là bởi vì cảm nhận được khí tức của nhà họ Diệp. Vừa rồi ta đã nghe được hết mọi chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Thánh vật của nhà họ Diệp, Huyết Như Ý, đã đánh thức ta. Bây giờ ngươi không cần hỏi gì, cũng không cần nói gì. Ta nhiều nhất còn có 7 ngày, một khi 7 ngày kết thúc, ta sẽ mất tư cách luân hồi, thần hồn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Ta muốn ngươi giúp ta làm một việc, ta có thể luân hồi. Diệp Bắc Minh cau mày. Tên này, trước đây khi hắn gặp nguy hiểm, có chuyện gì xảy ra mà chưa từng thấy. Vừa xuất hiện chỉ còn lại 7 ngày. Còn trực tiếp nhờ giúp đỡ. Có trò đùa như vậy sao? Dường như biết được sự không hài lòng của Diệp Bắc Minh, Diệp Tiêu Dao chỉ vào Hạ Nhược Tuyết cách đó không xa, sau khi cô bị nước thi thể của Dao chỉ làm ô nhiễm, thần hồn bị phong ấn, vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ say. Sau khi bị Diệp Bắc Minh đưa vào nghĩa địa hỗn độn, vẫn luôn ở đó. Trở thành một xác sống. Không phải bảo ngươi làm không công, cô gái này, ta đã quan sát một thời gian rồi. Thần hồn của cô ta đang lạc trong biển ý thức. Nếu như ngươi học được minh thần quyết của nhà họ Diệp chúng ta, mở ra thần phủ, có thể tiến vào biển ý thức của cô ta, cứu thần hồn của cô ta ra. Ngoài ra, minh thần quyết có thể giúp 100 vị sư phụ của ngươi hoàn toàn thoát khỏi đạo đài luân hồi và sống lại. Diệp Tiêu Dao đưa ra một lời đề nghị mà hắn không thể từ chối. Ánh mắt Diệp Bắc Minh tối sầm, ngưng trọng gật đầu, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Diệp Tiêu Dao nói, trong cơ thể ta ngoại trừ có máu hỗn độn, còn có xương hỗn độn. Năm đó, thực ra ta không hề chạy trốn, mà là bị người ta giết, lấy đi xương hỗn độn. Xương hỗn độn đó không bị hủy diệt, ta mãi mãi không thể luân hồi được. Đã nhiều năm như vậy, thần hồn của ta đã không thể kiên trì được nữa, sức lực sắp tiêu tán rồi. Ta muốn ngươi đi tìm xương hỗn độn, hủy diệt nó. Chỉ như vậy ta mới có thể luân hồi được. Nói xong, giơ tay lên. Một tâm pháp hoàn chỉnh xâm nhập vào trong đầu Diệp Bắc Minh. Đây là minh thần quyết của nhà họ Diệp, không bao giờ được truyền ra ngoài. Chỉ cần ngươi mở ra thần phủ, là có thể cứu được Hạ Nhược Tuyết. Việc của ta, làm phiền ngươi. Hư ảnh của Diệp Tiêu Dao biến mất. Nhìn qua, bia mộ thứ ba cũng mở đi. Vẫn còn một chút thần vận cuối cùng trên đó, nhấp nháy. Một khi nó hoàn toàn biến mất, Diệp Tiêu Dao cũng sẽ chết sao? Hắn chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, ánh mắt Diệp Bắc Minh dần dần trở nên kiên định, sau khi thô bạo liếc nhìn tâm pháp của Minh Thần Quyết. Mở mắt ra, thần hồn rút khỏi nghĩa địa hỗn độn. Sao vậy, nghĩ xong rồi chứ? Diệp Thí Thiên mỉm cười. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi có thể đi tới nhà họ Diệp ở Trung Châu, nhưng có một điều kiện. Cùng lúc đó, ở Trung Châu, sâu trong một tòa kiến trúc cổ. Chủ nhân, xem ra tiểu tử kia thật sự còn sống. Đã quay lại rồi, còn đổi tên là Diệp Bắc Minh, còn nói đã thức tỉnh hỗn đế đế thể. Lão Nô đã đi điều tra, hắn là từ nhà tù số 7 ra. Chẳng trách năm đó sau khi đã hủy thân thể của hắn, lấy xương hỗn độn ra khỏi người hắn, để thần hồn của hắn chạy trốn mất, vẫn luôn không tìm được. Thì ra hắn đã trốn đến nhà tù số 7, nơi lưu đày tội nhân. Một ông già mặc áo xám quỳ bên hồ, cung kính bẩm báo. Phía trước có một thanh niên đang ngồi câu cá. Thanh niên dường như không nghe thấy gì, mỉm cười nhìn chằm chằm vào mặt nước. Đột nhiên, phao ở cần câu dao động. Cắn câu rồi. Một chuyển động mạnh mẽ của cổ tay. Mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng chốc sôi sục dữ dội. Cuối sợi dây như sợi tóc lại có một con cá chép rồng dài hàng trăm mét cắn câu. Cá chép rồng giãy giụa quyết liệt, nước hồ bắn thẳng về phía thanh niên. Thứ xúc sinh nuôi không quen. Thanh niên cười khẩy. Với một cú vung cần câu trong tay, dây câu cuộn tròn, quấn chặt lấy cá chép rồng. Phụt! Bị một lực kéo mạnh, cá chép rồng vỡ thành vô số mảnh và rơi xuống, mặt nước dần dần chuyển sang màu đỏ. Đáy nước trong nháy mắt sôi trào, vô số bóng đen lao tới, ăn sạch thi thể cá chép rồng. Xem xong tất cả, người thanh niên chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ông lão đang quỳ trên mặt đất, cho nên, hắn sẽ quay lại, đúng không? Đúng vậy, tin tức mới nhất, hắn đang trên đường trở về rồi. Ông lão cung kính trả lời, lại hỏi, chủ nhân, có phải chặn giữa đường giết không? Thanh niên cười, không cần, để hắn quay lại, ta có thể giết hắn một lần, thì cũng có thể giết hắn lần thứ hai. Hỗn độn đế thể. Thanh niên nhìn xuống tay phải của mình nói,
máu của ngươi vừa hay có thể dùng để nuôi dưỡng khúc xương này. Trên đường đến Trung Châu, bên trong một chiếc xe thần. Diệp Quỳnh ngồi bên cạnh, lặng lặng quan sát Diệp Bắc Minh đang nhắm mắt dưỡng thần ở trước mặt. Đi từ địa cung Hồng Hoang đến Trung Châu, ít nhất phải mất một ngày một đêm. Từ khi lên xe, anh ta liền nhắm mắt, không hỏi mình một câu nào, chẳng lẽ anh ta không có một tí hứng thú nào với nhà họ Diệp ở Trung Châu sao? Diệp Quỳnh thấy quái lạ. Cô ta không biết rằng, lúc này, thần hồn của Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn tiến vào tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Anh đang nghiên cứu Minh Thần Quyết, Ngưng Thần Đế Quyết của Giao Trì, và Minh Thần Quyết của nhà họ Diệp ở Trung Châu, đều là bản lĩnh cao cường ở phương diện thần hồn. Tại sao lúc tôi tu luyện Ngưng Thần Quyết, cảm giác rất khó chịu? Còn Minh Thần Quyết thì khác, từng đạo phù văn dường như đều quen thuộc với tôi, bẩm sinh đã hòa hợp với tôi vậy. Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng. Trong hư không trước mặt, hai bộ kinh văn được anh ngưng tụ ra bằng thần lực. Ánh vàng rực rỡ. Một bộ, Ngưng Thần Đế Quyết. Một bộ, Minh Thần Quyết. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhóc con, cậu chưa phát hiện ra à? Hai chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi, thích hợp tu luyện Ngưng Thần Đế Quyết hơn. Còn cậu thì hợp với Minh Thần Quyết. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi cũng phát hiện ra rồi, ông nghĩ tại sao lại vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, Ngưng Thần Đế Quyết phù hợp với người có tâm tư thuần khiết. Còn cậu, rõ ràng sát tâm quá nặng, khí huyết và sát khí trên người rất mạnh, cho nên hợp với Minh Thần Quyết hơn. Diệp Bắc Minh nói, tiểu tháp, xem ra ông và tôi suy nghĩ giống nhau. Nếu đã vậy, tôi sẽ tu luyện Minh Thần Quyết. Không chần chừ nữa. Trực tiếp vận hành Minh Thần Quyết. Trong hải ý thức, trên mặt nước phẳng lặng, xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Thần niệm như nước. Tập trung lại. Thần niệm càng mạnh, khu vực mặt nước càng rộng lớn. Lĩnh vực thần niệm, vốn không phải lĩnh vực sở trường của Diệp Bắc Minh. Hoặc có thể nói là, anh chưa nghiên cứu sâu về phương diện này. Dưới sự chuyển động của vòng xoáy màu đen, toàn bộ thần niệm lại bị nó hút vào hết, lực lượng của thần hồn dần suy yếu. Tiểu tháp, chuyện gì thế này? Diệp Bắc Minh cả kinh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhóc con. Vòng xoáy màu đen này khả năng có liên quan đến việc mở ra thần phủ. Có vẻ trong đó có đồ, cho nó ăn no, có lẽ có thể mở ra thần phủ. Được, tôi thử xem. Diệp Bắc Minh điều động thần lực trong đan điền. Hội tụ về phía hải vực ý thức, thần lực hóa thành lực lượng thần niệm. Giống như biển rộng vỡ đê, liên tục đổ vào hải ý thức. Giây tiếp theo. Ong. Vòng xoáy mày đen điên cuồng xoay tròn. Một lượng lớn lực lượng thần niệm bị hút vào vòng xoáy màu đen, thần lực chuyển hóa không kịp. Trong vòng mười mấy giây, hải ý thức của Diệp Bắc Minh hoàn toàn khô kiệt. A, anh hét lên một tiếng, mở mắt ra. Bắc Minh, anh sao vậy? Diệp Quỳnh giật nảy mình. Chỉ thấy mắt Diệp Bắc Minh đầy tơ máu, miệng hộc máu, gương mặt tái nhợt. Tôi không sao. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Sau đó anh nghiêm túc nhìn Diệp Quỳnh, sau đây. Mong cô hộ pháp giúp tôi. Tôi không chủ động tỉnh lại, xin đừng quấy rầy tôi. Kể cả xe đã đến nhà họ Diệp ở Trung Châu, cô cũng đừng đánh thức tôi. Cảm ơn. Nói xong. Không đợi Diệp Quỳnh phản ứng lại, anh đã nhắm mắt. Anh nhìn vào trong hải ý thức của mình, sau đó điên cuồng điều động thần lực trong cơ thể, chuyển hóa thành lực lượng thần niệm để thêm vào hải ý thức. Chuyện gì thế này? Diệp Quỳnh ngây người. Tuy không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn từ biểu hiện của Diệp Bắc Minh, nhất định là đã đến thời khắc mấu chốt của việc tu luyện. Cô ta suy tư một lát. Sau đó trực tiếp phong ấn toàn bộ xe thần, còn mình thì chui ra, từ giờ trở đi, không có lệnh của tôi, không ai được phép lại gần cỗ xe thần này. Vâng, mọi người nhà họ Diệp trả lời. Khi Diệp Quỳnh quay lại xe thần, mắt, mũi, tai, miệng của Diệp Bắc Minh đều chảy máu. Thấy khiếu chảy máu, Diệp Bắc Minh, anh đang làm gì vậy? Sắc mặt Diệp Quỳnh trở nên ngưng trọng. Không có bất kỳ lời đáp nào. Ngay sau đó, phụt, Diệp Bắc Minh hộc ra một ngụm máu, nhưng vẫn chưa mở mắt. Hai tay kết quyết, thần lực trong đan điền bắn ra. Gào, một tiếng rồng ngâm vang vọng trong cỗ xe thần, cơ hồ làm Diệp Quỳnh đau hết cả tai. Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy khoảng không trên đỉnh đầu Diệp Bắc Minh ngưng tụ ra 9 con ma long màu đen. Đang liên tục vặn vẹo thân hình. Cực kỳ dữ tợn. Nếu không phải xe thần đã được cô ta thiết lập cấm chế, thì ngay khi 9 con ma long này xuất hiện, cỗ xe thần đã tan tành rồi.
Ma Long, đi cho ta. Trong hải ý thức, Diệp Bắc Minh hét to. 9 con ma long màu đen xuất hiện trên không trung hải ý thức. Sau khi gầm lên một tiếng, chúng lao xuống vòng xoáy màu đen, rồi biến mất hẳn. Huyết long, ra đây. Diệp Bắc Minh quát một tiếng. Một con huyết long to vạn trượng, hiện lên trên khoảng không hải ý thức, xông vào đi. Huyết long cực nghe lời, nó cắm đầu lao vào vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen vẫn đang xoay tròn, giống như một hố đen, cho bao nhiêu thứ vào cũng không thể lấp đầy. Sao lại thế này, khó thế sao? Diệp Bắc Minh cắn răng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, nhóc con, mở thần phủ, ít nhất phải tiến vào cảnh giới tế đạo tầng 1. Dưới cảnh giới tế đạo, căn bản chưa có ai mở được thần phủ, lực lượng thần niệm của cậu vẫn còn quá nhỏ yếu. Thần niệm của tôi không đủ, vậy thì tiếp tục nhét đầy nó. Diệp Bắc Minh quyết tâm. Anh dậm chân một cái. Hỗn độn đế huyết trên người hoàn toàn sôi trào. Hóa thành một sợi máu. Toàn bộ lao về phía vòng xoáy màu đen. Trong phút chốc, làn da của Diệp Bắc Minh trở nên khô quắt. Gò má lõm vào, mái tóc trắng xóa trong nháy mắt. Đây là, máu thịt khô kiệt sao? Trông thấy cảnh này, Diệp Quỳnh cũng không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Diệp Bắc Minh, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ chết đấy. Chỉ trong vài chục hơi thở ngắn ngủi, Diệp Bắc Minh đã trông như một cái xác khô vậy. Cũng đúng vào lúc này, vòng xoáy màu đen sâu trong hải ý thức, có vẻ đã ăn no. Ầm ầm ầm, chấn động kịch liệt, sau đó, nổ tung. Bịch, trong hải ý thức, năng lượng tàn phá bừa bãi. Diệp Bắc Minh láng máng trông thấy, ở chỗ vòng xoáy ban đầu, xuất hiện vài bậc thang. Cuối bậc thang, xuất hiện một kiến trúc giống như Nam Thiên Môn. Đây là, con người Diệp Bắc Minh co lại, anh mừng khôn xiết, thần phủ. Đây chính là thần phủ. Cùng một thời gian, bên ngoài, trong thần xe, Diệp Quỳnh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm chỗ mi tâm của Diệp Bắc Minh. Không ngờ chỗ đó lại xuất hiện một con mắt thần ma. Phía trên con mắt thần ma nửa tấc, ngưng tụ một đồ án cung điện màu tím. Thần phủ, trời ơi, hóa ra vừa nãy anh ta đang tạo thần phủ của mình à. Diệp Quỳnh ngây người, trố mắt nhìn, sao có thể chứ? Chỉ có người từ cảnh giới tế đạo trở lên mới tạo được thần phủ cơ mà. Anh ta mới ở cảnh giới đại năng tầng 5, sao có thể tạo được thần phủ? Trong hải ý thức, trong thiên y thư có ghi lại, thần phủ chính là một tòa cung điện trong hải ý thức. Nhưng tại sao, thần phủ của mình bé thế? Diệp Bắc Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm thần phủ mình vừa tạo ra. Trông chỉ to bằng cái miếu thổ địa. Anh đếm một chút, tổng cộng có 9 bậc thang. Cuối bậc thang là cửa lớn được tạo thành từ 4 cây cột. Giống như một mô hình. Lơ lửng trên không trung, cự kỳ đơn sơ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức quá nói, cậu vừa mới tạo thần phủ, cậu còn muốn nó to cỡ nào hả? Thôi bỏ đi, đủ dùng là được. Diệp Bắc Minh chẳng nghĩ nhiều. Chỉ với một ý nghĩ, thần hồn đã tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Xuất hiện trước mặt Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nhắm mắt, cả người yên lặng, không có bất kỳ dao động hô hấp nào. Nhược Tuyết, anh sẽ đưa em về. Một sợi thần hồn bay ra. Tiến vào mi tâm của Hạ Nhược Tuyết, đi vào hải ý thức của cô ấy. Xung quanh tối tăm vô tận, tĩnh lặng. Giơ tay ra không thấy năm ngón tay, giống như một mảnh không gian thất lạc. Nhược Tuyết! Diệp Bắc Minh quát to, nhưng không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, triệu hồi thần phủ của cậu ra đây thử xem. Diệp Bắc Minh nghĩ thầm, triệu hồi thần phủ ra. Chỉ có một thần phủ to bằng một ngôi miếu thổ địa, phát ra một tia sáng. Giây tiếp theo, kẻ nào, dám đến nơi thanh tu của bổn đế, muốn chết à? Một giọng nữ cực kỳ uy nghiêm vang lên. Két, một tia sáng vàng chém tới, xé rách màn đêm. Nhắm thẳng đến thần phủ của Diệp Bắc Minh, một khi thần phủ nổ tung, thần hồn của anh sẽ lạc ở đây suốt đời, vĩnh viễn ở trong bóng tối. Diệp Bắc Minh ra tay luôn, hỗn độn đế huyết sôi trào. Anh đấm ra một quyền. Gào, một con huyết long xông lên. Va chạm với tia sáng vàng kia, năng lượng nổ tung. Khí tức ở cảnh giới đại năng tầng 5, thế mà lại có sức chiến đấu của cảnh giới tế đạo hả? Mặc kệ ngươi là ai, quấy rầy bổn đế thanh tu, ngươi vẫn phải chết. Giọng nói của người phụ nữ cực kỳ lạnh lùng. Trong bóng đêm vô tận, lộ ra một thân ảnh. Vào khoảnh khắc trông thấy người này. Diệp Bắc Minh cả kinh, giao trì.
Là cô à? Bóng hình trước mặt lại giống hệt với cơ thể mà Giao Trì từng ngưng tụ. Chuyện gì vậy? Người phụ nữ nhíu mày, Giao Trì. Nữ nhân ngươi nói không liên quan với bổn đế. Một kẻ vô dụng mà thôi, đường đường là đại đế, thế mà còn để người ta chém chết, đúng là nhục. Diệp Bắc Minh cấp tốc truyền âm, tiểu tháp, đây là tình huống gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục còn chưa trả lời. Người phụ nữ đã quát một tiếng, giết. Ống tay áo vung lên, mười mấy đạo kim quang cuốn tới. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, anh lao lên luôn, thần hồn của Nhược Tuyết đang ở đâu? Giao ra đây. Trận chiến bùng nổ. Cùng lúc đó, cỗ xe thần mà Diệp Quỳnh đang ngồi đã về đến cổng lớn nhà họ Diệp ở Trung Châu. Ở cửa nhà họ Diệp đang đầy người. Cực kỳ náo nhiệt. Một con phố dài 100.000 mét, cơ hồ không có một khe hở. Liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều là những khuôn mặt hiếu kỳ. Mấy ngàn vạn người tề tụ, chỉ để nhìn thấy người mang thể chất hỗn độn trong truyền thuyết. Mau nhìn kìa, thể chất hỗn độn về rồi. Người đó có thể chất hỗn độn thật hả? Nghe nói, cậu ta đã mất tích 1.800.000.000 năm, nếu thật sự là cậu ta, thì với thể chất hỗn độn, cả nhà họ Diệp sẽ không có ai là đối thủ của cậu ta nhỉ. Một khi người mang thể chất hỗn độn trưởng thành, có thể tăng lên một đại cảnh giới để giết địch. Nếu thể chất hỗn độn tiến vào cảnh giới tế đạo tầng 9, thì trừ phi là đại đế đích thân ra tay, bằng không, thua thế nào còn không biết ấy chứ. Rất nhiều người đang bàn tán. Diệp Quỳnh nhíu mày, cô ta không ngờ lại đông người thế này. Quay đầu hạ lệnh một tiếng, tất cả đừng dừng lại, cứ đi vào gia tộc trước đã rồi nói sau. Mấy lão giả cảnh giới tế đạo gật đầu, điều khiển xe thần, tính đi vòng qua đám người ở cửa nhà họ Diệp. Đứng lại, một thiếu niên trông khoảng 12, 13 tuổi bước ra chặn thần xa lại, rồi kiêu ngạo nhìn Diệp Quỳnh, Diệp Quỳnh, cô không thấy mọi người đang chờ à? Mọi người đã đợi mấy canh giờ để thấy người có thể chất hỗn độn trở về. Không lộ diện cho mọi người nhìn thấy à? Diệp Phong, anh đừng có mà gây sự. Diệp Quỳnh nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Diệp Phong, chữ Phong trong kẻ điên. Một thằng điên hàng thật giá thật. Đừng thấy vẻ ngoài anh ta trông giống thiếu niên, trên thực tế anh ta đã hơn 3 tỷ tuổi rồi. Thực lực đã đạt đến cảnh giới tế đạo tầng 3, so ra còn cao hơn Diệp Quỳnh một cảnh giới nhỏ. Diệp Phong. Người như tên, anh ta là một tên cực kỳ điên và ngang ngược ở nhà họ Diệp. Người thì có gương mặt thiếu niên vô hại, nhưng làm việc thì cực kỳ tàn nhẫn, khiến người ta khiếp sợ. Những người khác trong nhà họ Diệp sợ Diệp Phong, Diệp Quỳnh không sợ, Diệp Phong, Bắc Minh đi đường mệt nhọc, bây giờ mệt rồi. Tối nay còn có bữa tiệc gia đình, đón gió tẩy trần cho anh ấy. Bây giờ để anh ấy về nghỉ ngơi, tối mọi người gặp anh ấy cũng được. Diệp Phong nhếch mép cười. Bắc Minh cơ à? Diệp Quỳnh, cô gọi thân mật thế. Tôi nghe nói, suốt quãng đường hai người toàn ở trong xe thần, bên trong còn liên tục phát ra những tiếng rên rỉ. Có phải hai người, đã, hửm, nháy mắt ra hiệu. Vẻ mặt kiểu tôi hiểu mà. Những người hóng chuyện đang đứng xung quanh lập tức nở nụ cười châm chọc. Rồi nhìn Diệp Quỳnh với vẻ cợt nhả. Diệp Quỳnh trầm mặt, Diệp Phong, anh nói linh tinh cái gì đấy? Bắc Minh là người nhà họ Diệp. Sao chúng tôi có thể phát sinh cái loại chuyện đấy được? Loại chuyện đấy, loại chuyện nào vậy? Diệp Phong nhếch môi cười, tôi còn chưa nói, sao cô đã tự khai rồi vậy? Anh! Diệp Quỳnh tức run người. Không muốn để ý đến Diệp Phong nữa. Tên này là một tên điên, đồ thần kinh. Chúng ta đi. Cô ta quay đầu quát một tiếng, xe thần chuẩn bị vòng qua Diệp Phong, đi vào nhà họ Diệp. Diệp Phong cười lạnh, tôi đã cho các cô đi chưa? Muốn đi cũng được thôi, để tên có thể chất hỗn độn ra đây chào tôi trước đã. Anh ta lướt một cái. Đã vòng qua Diệp Quỳnh một cách quỷ mị, rồi dừng trước xe thần. Đánh một quyền vào xe thần. Diệp Phong, anh làm cái gì vậy? Diệp Quỳnh giật mình, cô ta biết Diệp Phong rất điên, nhưng không ngờ anh ta lại dám phá hủy xe ngựa của cô ta ngay trước mặt mọi người. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, xe ngựa nổ tung. Trước đó... Diệp Bắc Minh đang đại chiến mấy trăm hiệp với người phụ nữ cực giống Giao Trì trong hải ý thức của Hạ Nhược Tuyết, anh đang đánh cho đối phương chật vật lùi lại. Huyết Long và Ma Long cùng lao ra, khống chế người phụ nữ. Anh đang định hỏi tung tích về thần hồn Hạ Nhược Tuyết. Đột nhiên, xe ngựa nổ tung, cơ thể anh cảm nhận được nguy hiểm. Thần hồn nhanh chóng lùi ra khỏi hải ý thức đang bị lạc của Hạ Nhược Tuyết, rồi rời khỏi nghĩa địa hỗn độn. Đệt, mẹ nó! Đứa nào làm đấy?
Diệp Bắc tức xanh cả mặt, mắt thấy sắp hỏi ra tung tích thần hồn bị lạc của Hạ Nhược Tuyết. Thế mà lại bị người khác làm gián đoạn. Một cỗ căm giận ngút trời bùng lên trong lòng Diệp Bắc Minh. Đôi mắt anh lạnh lẽo, có xúc động muốn giết người. Xoẹt. Con ngươi lạnh lùng tập trung vào Diệp Phong vừa đấm một quyền làm nổ xe thần. Chậc chậc chậc, cậu chính là người có thể chất hỗn độn đó hả? Trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Có vẻ Diệp Phong vẫn chưa cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, anh ta đùa cợt đánh giá Diệp Bắc Minh. Không chỉ anh ta, các thành viên nhà họ Diệp ở xung quanh cũng hướng mắt vào Diệp Bắc Minh. Liên tục liếc. Diệp Bắc Minh tức run cả người, anh là người đánh nát xe thần, phải không? Là tôi đấy, thì sao? Diệp Phong nhếch môi cười. Thì sao hả, tôi phải giết chết anh. Diệp Bắc Minh cực kỳ căm phẫn. Khí tức vô cùng cuồng bạo bùng lên như hồng hoang mãnh thú. Kinh khí khủng bố thổi quét toàn bộ không gian. Một bước, đứng trước mặt Diệp Phong. Diệp Bắc Minh giơ tay lên chộp lấy đầu Diệp Phong. Diệp Phong sợ đến nỗi run rẩy, khi anh ta phản ứng lại, năm ngón tay của Diệp Bắc Minh đã chộp vào đầu anh ta, rồi xách anh ta lên như xách một con gà con. Rầm. Một tiếng rầm vang lên, Diệp Phong bị đập mạnh xuống đấy, hộc máu. Này, tất cả mọi người nhà họ Diệp ngây người. Diệp Bắc Minh tức run cả người. Ai bảo anh động vào tôi hả? Chỉ còn một xíu nữa thôi. Con mẹ nó chỉ còn chút nữa là xong. Bụp, 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 bụp. Diệp Bắc Minh cực kỳ phẫn nộ, khủng luôn. Anh cầm Diệp Phong như cầm một con chó chết, rồi điên cuồng đập xuống đất. Diệp Phong đau chết ngất luôn, anh ta có thể cảm nhận được xương cốt toàn thân gãy nát, máu thịt gần như thành thịt nhão, từng tấc gân mạch đứt đoạn, cảm giác tử vong lan ra toàn thân. Anh ta là kẻ điên. Sao lại có người còn điên hơn anh ta vậy? Đột nhiên, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên, Diệp Bắc Minh, dừng tay. Diệp Bắc Minh mặc kệ. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, máu thịt Diệp Phong đã bung bét. Chỉ còn lại bộ xương, cực kỳ thê thảm. Diệp Bắc Minh, lời lão phu nói mà cậu cũng dám không nghe. Cậu thật sự nghĩ cậu có thể chất hỗn độn thì không ai dám động vào cậu hả? Giọng nói uy nghiêm vang lên. Một lão giả tóc bạc trắng. Như một con sư tử. Ông ta chợt xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, đưa tay ra ấn xuống vai anh. Quỳ xuống. Khí tức của cảnh giới tế đạo tầng 8 bùng nổ dữ dội. Làn sóng không khí cuồn cuộn đó đang hướng về phía Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo. Một sức mạnh từ sâu trong nhà họ Diệp lao nhanh như sao băng đến trước mặt Diệp Bắc Minh, đón lấy đòn tấn công của ông lão như sư tử. Trấn Hùng, Minh Nhi vừa quay về, người lại muốn ra tay với nó. Giọng nói rất bình tĩnh. Thậm chí, không thể nghe ra là vui mừng, buồn bã, hay tức giận. Là ai đang nói chuyện? Hàng chục triệu người có mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Chỉ có một nhóm cấp cao của nhà họ Diệp thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nhìn vào sâu trong nhà họ Diệp. Diệp Trấn Hùng đổ mồ hôi như mưa, Thí Thiên Lão Tổ, người. Sao người lại ra tay? Thí Thiên Lão Tổ. Diệp Thí Thiên, soạt. Vị lão tổ cảnh giới tế đạo cấp 9 của nhà họ Diệp. Hàng chục triệu người có mặt đồng thời há hốc mồm. Tất cả đều tái mặt, kính sợ nhìn vào sâu trong nhà họ Diệp. Giọng nói của Diệp Thí Thiên rất bình tĩnh, sao? Ta ra tay còn phải hỏi ngươi sao? Thụp! Diệp Trấn Hùng trực tiếp quỳ trên mặt đất, gương mặt già nua tái nhợt, không dám. Toàn hiện trường im lặng như chết. Không một tiếng động. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh vẫn còn đang tóm lấy đầu Diệp Phong. Năm ngón tay gần như bóp nát mũ thiên linh của hắn ta, cắm sâu vào máu thịt của hắn ta. Diệp Thí Thiên nói, Minh Nhi, Diệp Phong cũng không phải phạm sai lầm gì lớn. Tha cho nó đi. Mọi người đều ngây ra. Nghe giọng điệu của Diệp Thí Thiên, có vẻ như ông ta đang. Thương lượng với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lắc đầu, một tên vô dụng cũng dám khiêu khích tôi. Còn phá hỏng việc tốt của tôi, hắn ta đáng chết. Năm ngón tay siết lại. Sắc sắc một tiếng, đầu của Diệp Phong trực tiếp nổ tung, cơ thể bị một cú đá của dày hồi lực nghiền nát. Xương máu cuồn cuộn. Một đạo thần hồn lao ra, đừng cứu tôi, lão tổ, cứu tôi với. Diệp Bắc Minh tung ra một cú đấm, một con huyết long lao ra, thần hồn của Diệp Phong nổ tung. Một nhóm cấp cao của nhà họ Diệp, còn có hàng triệu tu võ giả trên đường, tất cả đều im lặng nhìn Diệp Bắc Minh. Không ai ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại giết chết Diệp Phong. Tại sao ngươi lại giết anh ta? Diệp Trấn Hùng gần như hét lên những lời này. Tâm lý sụp đổ.
Ngay cả Diệp Quỳnh cũng trợn to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, tôi vừa quay về nhà họ Diệp, không cần lập uy sao? Coi Diệp Bắc Minh tôi là kẻ yếu đuối phải không? Diệp Phong là người đầu tiên gây rắc rối, tôi giết hắn để lập uy, lý do này ông đã hài lòng chưa? Tất cả mọi người đều nheo mắt lại. Ai cũng nhìn ra được Diệp Bắc Minh giết Diệp Phong là để lập uy. Nhưng hắn nói như vậy trước mặt mọi người, không sợ đắc tội người khác sao? Đúng như dự kiến. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của rất nhiều thanh niên trong nhà họ Diệp đều tối sầm lại. Lập uy cho ai xem chứ? Đương nhiên là cho họ xem rồi. Bỏ đi, chết thì đã chết rồi. Cuối năm gửi thêm một chút tài nguyên luyện võ cho cha mẹ Diệp Phong là được. Giọng nói của Diệp Thí Thiên truyền đến, tất cả đã được quyết định. Không ai dám nói gì thêm nữa. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên hỏi một câu thăm dò, Thí Thiên lão tổ, người còn ở đó không? Không khí thật yên tĩnh. Sau 15 phút chờ đợi, vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào. Phù, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Diệp Thí Thiên đã rời đi rồi. Tốt, rất tốt, Diệp Bắc Minh, hy vọng ngươi sẽ tuân thủ quy tắc của nhà họ Diệp. Tuyệt đối đừng để ta nắm được lỗi sai gì. Đến Thí Thiên lão tổ cũng không thể bỏ qua quy tắc để cứu ngươi đâu. Diệp Trấn Hùng lạnh lùng cười nham hiểm. Quay người rời đi. Diệp Quỳnh đi tới, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lòng hoàn toàn kích động. Bắc Minh, anh cũng quá điên cuồng rồi. Tôi thậm chí cảm giác được người đó không phải Diệp Phong, anh mới là kẻ điên thật sự. Cô nhìn thật sâu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhún vai, phong cách của tôi vẫn luôn là như vậy, sau này sẽ hạn chế lại một chút. Thực lực của tôi gần đây tăng lên đáng kể, có thể muốn làm gì thì làm, cho nên càng kiêu ngạo hơn một chút. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Nghe Diệp Bắc Minh nói, Diệp Quỳnh ngây ra tại chỗ. Muốn làm gì thì làm. Kiêu ngạo. Đây không chỉ là kiêu ngạo, mà là quá kiêu ngạo. Diệp Quỳnh ấn chán lắc đầu, bỏ đi, dù sao cũng đã làm rồi, bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Phía sâu trong nhà họ Diệp, trước một tòa kiến trúc cổ kính, một ông lão lưng gù đi đến trước một hồ nước quen thuộc. Quỳ một đầu gối xuống. Chủ nhân, Diệp Phong ra tay, bị Diệp Bắc Minh giết chết rồi, thần hồn cũng bị hủy diệt rồi. Người thanh niên đang câu cá cuối cùng cũng quay đầu lại, cau mày, hắn giết Diệp Phong trước mặt đám đông. Đúng vậy. Ông lão lưng gù gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, Diệp Trấn Hùng vốn dĩ là muốn giết người này. Thí Thiên lão tổ đột nhiên ra tay, ngăn cản anh ta. Diệp Bắc Minh dùng vũ lực giết chết Diệp Phong trước mặt mọi người. Thí Thiên lão tổ ra tay. Vẻ mặt của người thanh niên cuối cùng cũng dao động. Anh ta khẽ cau mày, xem ra tiểu tử này không dễ nhai như vậy. Ngươi lui xuống đi, chỉ là chết một con chó điên thôi mà, không phải vấn đề gì lớn. Sau khi vào nhà họ Diệp, mọi chuyện chợt sáng tỏ. Những ngọn núi bất tận trải dài ngút tầm mắt. Có hàng vạn ngọn núi thần lơ lửng trên bầu trời. Mỗi ngọn núi thần đều ngưng tụ khí thế chung của trời đất. Có thể thấy rõ những long mạch bị phong ấn trong những ngọn núi thần này. Khu vực trung tâm. Trên đỉnh núi thần có bán kính trăm dặm, có một cung điện uy nghiêm. Đây là chủ điện của nhà họ Diệp. Những cuộc họp và yến tiệc quan trọng đều được tổ chức ở đây. Tối nay sẽ gột rửa bụi trần cho anh ở đây, nhưng vẫn còn mấy canh giờ nữa, tôi đưa anh về chỗ ở trước nhé. Diệp Quỳnh đề nghị. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Diệp Quỳnh dẫn hắn đáp xuống núi Huyền Phù, trên ngọn núi này có 9 long mạch. Nếu ngày thường anh kích hoạt trận pháp, sẽ không ai có thể quấy rầy anh. Cô đưa Diệp Bắc Minh tới một cung điện xa hoa. Đây là nơi ở trước đây của anh, không biết anh có còn nhớ không? Vẫn luôn giữ lại cho anh đấy, hiện tại không có người hầu, sau này tôi sẽ chọn một vài người đưa đến cho anh. Anh nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc phải đi trước đây, đến giờ tôi sẽ đến đón anh. Dặn dò vài câu, cô xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh khởi động trận pháp, phong tỏa toàn bộ ngọn núi đang lơ lửng. Ngồi xuống khoanh chân. Thần hồn tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Đi tới trước mặt Hạ Nhược Tuyết, thần hồn của cô đang xông vào biển ý thức. Xung quanh tối đen như mực, đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay, như một lỗ đen vậy. Nhược Tuyết. Dù Diệp Bắc Minh có gọi thế nào thì cũng chỉ có sự im lặng chết chóc. Thần hồn ghê gớm như dao chỉ cũng hoàn toàn biến mất không nhìn thấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh sầm mặt, không ngừng tìm kiếm, thậm chí còn triệu hồi ra thần phủ của mình. Vẫn là một sự im lặng chết chóc,
thần hồn hắn đang lang thang trong biển ý thức khô héo của Hạ Nhược Tuyết. Ba canh giờ trôi qua. Không có bất kỳ thu hoạch gì, hắn thất vọng rút lui. Trở về nghĩa địa hỗn độn. Tấm bia mộ thứ ba rung chuyển, một bóng người bay ra từ đó, chính là Diệp Tiêu Dao. Túc chủ, chắc là ngươi vẫn chưa tìm được thần hồn thất lạc của cô gái này phải không? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, Diệp Tiêu Dao làm thế nào mà ra được? Không phải tên này nói thần hồn của hắn ta rất yếu, sau 7 ngày sẽ tiêu tán sao? Tiền bối, sao người biết? Diệp Tiêu Dao nói, suy nghĩ của con người là vô tận, biển ý thức cũng là vô tận. Một người có thể tưởng tượng ra trời đất, sự bao la của vũ trụ, toàn bộ vạn vật trong trời đất đều tưởng tượng trong đầu của mình, cụ thể hóa mà ra. Liên hình thành biển ý thức. Diệp Bắc Minh cau mày, tiền bối, rốt cuộc người muốn nói cái gì? Diệp Tiêu Dao nói, biển ý thức của một người có thể lớn hơn toàn bộ vũ trụ. Một khi thần hồn đi lạc, nó sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng tối. Người cố tìm, nhất định sẽ không tìm thấy thần hồn đi lạc của cô ấy. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, tiền bối, không phải người đang nói thừa sao? Diệp Tiêu Dao trợn mắt nhìn hắn, một chút thành phủ cũng không có, mất bình tĩnh như vậy sao? Ngươi không thể tìm được thần hồn của cô gái kia, ngươi phải để cô ấy tự đi ra. Tự mình đi ra. Mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, tiền bối, ngươi có cách gì không? Diệp Tiêu Dao thở dài, bỏ đi, cho dù ta giúp ngươi một lần, rất có thể thần hồn của ta sẽ sớm tán hơn. Nhưng giúp ngươi cũng chính là giúp bản thân ta, vậy nên cũng đành. Nếu như đêm nay ngươi lại vào đây, ta sẽ giúp ngươi tìm được thần hồn của cô ấy. Nói xong, một sức mạnh không thể cưỡng lại lao tới. Diệp Bắc Minh bị đẩy ra khỏi nghĩa địa hỗn độn, hắn muốn khởi động một lần nữa, trở lại nghĩa địa hỗn độn để hỏi cho rõ ràng. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện nghĩa địa hỗn độn đã bị phong tỏa hoàn toàn. Ngay cả hắn, một túc chủ, cũng không mở được. Chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh không hiểu gì, liền hỏi Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Tiểu tử, cậu chỉ là túc chủ của nghĩa địa hỗn độn mà thôi. Những tấm bia mộ bên trong mới là chủ nhân thực sự của nghĩa địa hỗn độn. Chủ nhân không muốn cho cậu vào, cậu đi vào được mới là lạ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhả ra một câu. Liền không có âm thanh gì nữa. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Vừa muốn nghỉ một lát. Ba bốn bia ngọc truyền âm liền lơ lửng trong không trung trước mặt hắn. Giơ tay ra, một thần lực được truyền vào trong đó, giọng nói của Diệp Quỳnh vang lên từ trong tấm bia ngọc truyền âm, Bắc Minh, sắp đến giờ rồi, tôi đang đợi anh ở ngoài núi Huyền Phù. Bắc Minh, sắp đến giờ rồi, anh vẫn còn chưa xong à? Diệp Bắc Minh, đến giờ rồi. Diệp Bắc Minh, anh đang làm gì vậy? Bữa tiệc tối nay rất quan trọng, đặc biệt tổ chức để chào đón anh đấy, nếu anh không đi thì ít nhất cũng phải đưa ra một lý do chứ. Âm thanh của bia ngọc thứ hai. Bia ngọc thứ ba, thứ tư lần lượt vang lên. Đại điện của nhà họ Diệp vô cùng rộng lớn. Từ lúc bước vào đại điện, tổng cộng có 100 bậc thang dẫn đến nơi cao nhất của đại điện. Mỗi bậc thang rộng hơn 100 mét, nói là bậc thang, nhưng nó giống một quảng trường được xếp chồng lên nhau từng tầng một. Bậc thang đầu tiên gần như chật kín người. Hơn chục người ngồi chung một bàn, rất đông. Bậc thang thứ hai, mỗi bàn có ít hơn một hoặc hai người. Phía sau dần dần ít dần. Sau khi đến bậc thứ 50, đã là hai người ngồi chung một bàn. Bậc thứ 70 hoặc 80, gần như một người một bàn. Những trưởng lão cảnh giới tế đạo đều ngồi từ cấp 90 trở lên. Vị trí cao nhất, chỉ có hai chiếc bàn. Một thiếu niên cực kỳ trẻ tuổi, thánh tử của nhà họ Diệp, Diệp Mặc. Ngồi bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên vô cùng uy nghiêm, người đứng đầu nhà họ Diệp ở Trung Châu, Diệp Tinh Khung. Ở bậc thang thứ 99 chỉ có hai người, một người chính là thanh niên câu cá đó, một ông già lưng gù đứng phía sau hầu hạ. Vị trí còn lại vẫn còn trống. Thời gian mở tiệc đã qua rồi, Diệp Tiêu Dao sao còn chưa tới? Người ta đã đổi tên rồi, từ nay không gọi là Diệp Tiêu Dao nữa, mà là Diệp Bắc Minh. Quan tâm hắn gọi là Diệp Tiêu Dao hay Diệp Bắc Minh làm gì chứ? Cái tên này chỉ là mật danh, gọi thế nào cũng được. Chỉ là có nhiều người như vậy. Còn có gia chủ, thánh tử đang chờ đợi, tiểu tử này làm sao thế? Một ông lão ngồi trên bậc thang 95 tối sầm mắt. Là Diệp Bại. Diệp Thiên ngồi ở bậc thang thứ 50 mấy cười lạnh nói, tôi thấy tiểu tử này chính là không để tộc trưởng, thánh tử vào mắt rồi. Rời xa gia tộc lâu rồi, càng ngày càng không có quy tắc.
vừa về đến gia tộc liền giết người, đúng là không có quy tắc. Nếu không phải Thí Thiên lão tổ có lòng thương xót, tiểu tử này đã bị dạy cho một bài học từ lâu rồi. Gia chủ, đợi lát nữa tiểu tử này đến, nhất định phải bắt hắn chịu phạt. Đúng lúc đám thanh niên nam nữ này đang nói chuyện rôm rả. Diệp Bắc Minh và Diệp Quỳnh trực tiếp đi vào đại điện. Diệp Bắc Minh tới rồi. Có người hét lên. Soạt. Trong phút chốc, hàng trăm ngàn con mắt đổ dồn vào Diệp Bắc Minh và Diệp Quỳnh. Với sức mạnh cảnh giới tế đạo cấp 2 của Diệp Quỳnh, cô hừ một tiếng. Một số không thể chịu đựng được. Nhưng ánh mắt này mang theo nhiều loại khí tức như sắc bén, lạnh lùng, thờ ơ, tò mò, do dự, thù địch, sát ý, v.v., trong đó có hơn chục người ở cảnh giới tế đạo. Tu võ giả thông thường quỳ xuống ngay tại chỗ cũng là điều dễ hiểu. Làm không tốt còn trực tiếp bị dọa tè ra quần. Diệp Bắc Minh thờ ơ, bước tới trước mặt Diệp Quỳnh, chặn hết tất cả mọi áp lực cho cô, không sao chứ? Không sao. Diệp Quỳnh thở ra một hơi trầm đục. Thật kinh ngạc, làm sao Diệp Bắc Minh có thể chịu được áp lực như vậy? Lúc này, Diệp Thiên đạp bàn đứng lên nói, Diệp Bắc Minh, người đến muộn rồi. Diệp Bắc Minh cười, ta có thói quen đến sớm sao? Mọi người đều ngây ra. Bọn họ nghĩ rằng Diệp Bắc Minh có lẽ sẽ tìm lý do, cũng có lẽ sẽ kiếm cớ. Thậm chí, sẽ nhận sai. Nhưng không ngờ Diệp Bắc Minh lại phản ứng như vậy. Sau một hồi im lặng, Quỳnh, toàn bộ đại điện bùng nổ với những tiếng thảo luận chói tai. Tiểu tử này thật ngông cuồng. Gia chủ, xin hãy trị tội hắn. Mấy ông lão, tất cả đều là trưởng bối của Diệp Phong, rời khỏi chỗ ngồi, quỳ một gối xuống xin chỉ thị của Diệp Tinh Khung. Diệp Tinh Khung ngồi trên cao, quét qua Diệp Bắc Minh, bỏ đi, cậu ta xa nhà quá lâu, quên đi một ít quy tắc cũng là chuyện bình thường, các vị không cần quá khắt khe. Nghe vậy, mấy ông lão cay đắng trở về chỗ ngồi. Diệp Tinh Khung mỉm cười, Bắc Minh, đây là chỗ ngồi của ngươi. Nói xong, chỉ vào bậc thang thứ 99. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, bước từng bước một. Diệp Quỳnh theo sau hắn. Khi đến bậc thứ 50 mấy, cô ngồi vào chỗ của mình. Bắc Minh, anh tự đi lên đi, chỗ ngồi của tôi ở đây. Bên cạnh, Diệp Thiên cười lạnh, vị trí cao như vậy, cũng không biết có ngồi vững không. Vừa dứt lời, một âm thanh cực kỳ rõ ràng vang vọng khắp toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người đều sửng sốt, trợn tròn hai mắt, không dám tin, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, còn có Diệp Thiên đang lăn từ bậc thứ 50 mấy xuống bậc đầu tiên giống như một con chó chết. Im lặng. Một sự im lặng chết người. Vô số người há hốc miệng, hai mắt gần như nổ tung. Diệp Bắc Minh, sao ngươi dám ra tay đánh người ở đây? Ngươi điên rồi sao? Diệp Bại đập bàn đứng lên. Hơn chục người cảnh giới tế đạo khác cũng hét lên, Diệp Bắc Minh, ngươi có biết mình đang làm gì không? Đây là đại điện của gia tộc, gia chủ và thánh tử đều ở đây, ngươi lại dám ra tay sao? Ngươi quả thực là không có vương pháp. Diệp Quỳnh cũng sững sờ tại chỗ. Đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn hóa đá. Ở bậc thang thứ 99, thanh niên câu cá cũng sửng sốt, tiểu tử này to gan đến thế sao? Hay là đầu có vấn đề? Chính anh ta cũng không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại đột nhiên ra tay, tát vào miệng Diệp Thiên. Diệp Bắc Minh, ngươi dám đánh vào mặt ta? Sao ngươi dám đánh vào mặt ta như vậy? Diệp Thiên đứng dậy. Mắt đỏ ngầu. Mặt đỏ bừng. Mặt anh ta trước đây đã bị Diệp Bắc Minh đánh nát. Mới hồi phục chưa lâu. Cái tát này, mặt anh ta không nát. Chỉ có một vết bàn tay đỏ tươi, chấn động mọi người. Thứ bị cái tát này đánh nát không phải khuôn mặt của anh ta, mà là tôn nghiêm của Diệp Thiên ở nhà họ Diệp. Hoàn toàn bị nghiền nát. Gia chủ, thánh tử, hai người phải làm chủ giúp tôi. Diệp Thiên quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu, Diệp Bắc Minh quá đáng quá rồi. Nếu không trừng phạt tiểu tử này, khó có thể thuyết phục được mọi người. Mấy ông lão cảnh giới tế đạo vừa rồi lại đi ra, một. Quỳ xuống đất. Gia chủ, thánh tử, xin hãy ra lệnh. Thanh niên câu cá nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hiện lên một tia thích thú, có trò vui để xem rồi, ta còn chưa ra tay, tiểu tử này đã không chống đỡ được rồi sao? Giây tiếp theo. Giọng nói của Diệp Mặc vang lên, gia chủ, chuyện này nếu chúng ta không đưa ra lời giải thích, thật sự rất khó thuyết phục mọi người. Diệp Tinh Khung cau mày, Diệp Bắc Minh. Người có biết tội của mình không? Xin hỏi gia chủ, tôi có tội gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu, một tên vô dụng, dám chế nhạo hỗn độn thể của nhà họ Diệp,
Tôi không giết hắn đã là rất nhân từ rồi. Tôi còn có tội. Diệp Thiên cay đắng kêu lên, oan uổng quá, tôi đâu có chế nhạo Diệp Bắc Minh, là hắn quá nhạy cảm rồi. Diệp Mặc nói, Diệp Bắc Minh, ngươi nghe thấy chưa? Diệp Thiên tự mình nói không chế nhạo ngươi, ngươi đột nhiên ra tay, thực sự quá quá đáng rồi. Thế này đi, ngươi dập đầu xin lỗi anh ta trước mặt mọi người, chuyện này coi như xong. Diệp Thiên nghe vậy, liên tục gật đầu, được, được. Thánh tử nói rất đúng. Diệp Bắc Minh, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi ta. Ta đại nhân đại lượng, tha thứ cho ngươi lần này. Tu võ giả, một khi quỳ xuống xin lỗi, tâm võ đạo chắc chắn sẽ sụp đổ. Nhìn có vẻ không hề đau đớn hay ngứa ngáy nhưng thực chất lại vô cùng hung ác. Diệp Bắc Minh cười nhìn Diệp Mặc, ngươi chính là thánh tử của nhà họ Diệp đúng không? Ngươi ngồi cao như vậy, vị trí của ngươi có vững không? Ngươi nói cái gì? Diệp Mặc đập bàn đứng lên. Sắc mặt trở nên cực kỳ u ám. Vô số người thèm muốn vị trí này, anh ta mỗi đêm đều không thể ngủ ngon, lo lắng mất đi thân phận thánh tử. Lời nói của Diệp Bắc Minh chạm đến giới hạn của anh ta. Diệp Bắc Minh buồn cười, ngươi xem, vừa rồi Diệp Thiên không phải cũng nói ta như vậy sao? Thánh tử tức giận rồi, ngươi còn nói không phải chế nhạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.